chương sáu lại có chuyện tốt như vậy chương 06, sáu lại có chuyện tốt như vậy bùi lang ước gì nhiều trò chuyện sẽ vội nói xin lắng hay nghe khu khu cụ nô đình hy lại là một trận ho khan mượn lau khỏe môi vết máu động tác nuốt vào một viên đang ăn dược bất động thanh sắc tiếp tục nói nô mổ ân sư chính là trọng minh tông ngoại môn trường lão chính là kết đan kỳ tu sĩ tại trọng minh tông ngoại môn nguyên bản cũng coi như tiêu diêu tự tại chỉ là sư tôn hắn đạo tâm kiên định cố ý xung kích nguyên anh kỳ Trước đây không lâu, sư tôn nhân duyên trùng hợp đạt được một bộ thượng thừa công pháp, dự định chuyển tu. Nguyên bản, đây là chuyện tốt. Hắn nói đến chỗ này, sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới sư tôn chỗ thu tam đệ tử lư huyền chính là đối đầu nằm vùng mệnh gian, thừa dịp sư tôn chuyển tu suy yếu thời khắc, âm thầm đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đến mức sư tôn đang bế quan chi địa nhận đánh lén, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Tiếp theo sự tình cũng liền thuận lý thành trương, trọng minh tông vốn là giảng cứu mạnh được yếu thua nếu như vị kia la trưởng lão còn tại nhân thế lại chuyển tu thành công vậy hắn mạch này đương nhiên tất cả đều vui vẻ nhưng hắn bỏ mình dưới gối đệ tử lại chưa trưởng thành căn bản không đủ để bảo vệ hắn mạch này lợi ích thế là cái khác trọng minh tông ngoại môn trưởng lão thậm chí cả trịnh kinh sơn loại này nội môn đệ tử đều vừa lên chia cắt hắn tài nguyên Nô đình hy là la trưởng lão gần nhất thu nhận đệ tử thực lực cũng thấp kém nhất sư tôn bế quan sự tỉnh hắn thậm chí cũng không biết đợi đến la trưởng lao sau khi chết các phương ra tay mới bị sư huynh mang theo hốt hoảng trốn đi. Cũng bởi vì thực lực thấp kém nhất, tất cả mọi người đối với hắn không thèm để ý, vậy mà ngược lại sống đến cuối cùng. Không nghĩ tới trọng minh tông danh xưng thánh tông, trong âm thầm vậy mà như thế bẩn thỉu. Bùi lăng đại nghĩa lâm nhiên mở miệng, đa tạ ngô đạo bạn cáo chi, nguyên bản ta đối trọng minh tông còn có chút hướng tới, bây giờ nhìn đến, đâu chỉ là hang hổ ổ sói. Như thế đối đại trong môn trường lão, thật là gọi người khinh thường. Lời nói này hắn nói chân tâm thật ý, rốt cuộc đều hôn đến trọng mình tông ngoại môn trưởng lão vậy mà trôi qua vẫn là như thế ăn bữa hôm lo bữa mai ma tông liền là ma tông địa phương quỷ quái này đối cầu đạo bên trong người quá mẹ nó không hữu hảo hắn hiện tại chỉ muốn lập tức cao chạy xa bay nhưng ở chạy trốn trước đó còn có một việc hắn đến biết rõ ràng đúng rồi xin hỏi đạo hữu trình kinh sơn bức kia diễm cốt la sát đổ có vấn đề gì ngươi lúc trước có phải hay không dùng qua cái gì thiên tài địa bảo ngô đình hy không trả lời mà hỏi lại lại hoặc là thân thể có khác lạ thường nhân địa phương. Bùi lăng tâm niệm vừa động, ta từ nhỏ bị mẹ kế chèn ép, cho dù có thiên tài địa bảo nơi nào đến thiên. Về phần nói thân thể khác lạ thường nhân, không biết đạo hưu nói là đâu phương diện. Nô Đình Hy nghe hắn nói như vậy, cảm thấy tiểu tử này tám thành là thể chất đặc thù, cảm thấy đấu kỵ chợt lóe lên, từ tốn nói, cái này liền không nói được rồi, rốt cuộc tạo hóa thần diệu, các loại thể chất đặc thù nhiều như hàng xa, chính là trọng mình tông ghi chép cũng chưa chắc chu toàn nhưng xem ngươi xuất thân loại này biên tùy nơi nhỏ tình cảnh quẫn bách đến cần cả gan đi trộm trịnh kinh sơn đồ vật còn có thể luyện thành cực phẩm thiết cốt chắc hẳn thể chất có chút dị thường bằng không thì cũng gánh không được diễm cốt la sát đồ mút vào hắn giải thích nói bức kia đồ là trịnh kinh sơn làm nhiệm vụ lúc ngẫu nhiên từ một chỗ di chỉ đạt được nghe nói có chút quỷ dị thậm chí có chút cơ hậu kỳ đệ tử mắc lừa qua còn tình huống cụ thể trịnh kinh sơn giữ kín như bưng nô mộ cũng không rõ ràng lắm nhưng lấy tu vi của ngươi đã tự mình gặp qua bức kia đổ, chắc là bị nó nhớ kỹ để mắt tới. Bình thường mà nói, trừ phi trịnh kinh sơn chủ động cho ngươi giải khai, nếu không diễm cốt la sát đổ đã nhớ kỹ khí tức của ngươi, tiếp xuống liền sẽ như bóng với hình tìm tới ngươi, mút vào ngươi tinh khí thần. Dù sao ngô mỗi chưa nghe nói qua luyện khí kỳ bị diễm cốt la sát đổ để mắt tới tu sĩ có thể tránh thoát một kiếp. Gặp đùi lăng sắc mặt tâm trầm, ngô đình hy hơi suy nghĩ, còn nói, không, có một cái. Cũng là trọng minh tông đệ tử, hắn là trong thời gian ngắn trốn xa ngoài vạn dặm bên ngoài trọn vẹn chờ đợi một năm nửa năm mới trở về sân môn lúc này diễm cốt la sát đồ đã sớm bởi vì đói đến chịu không được ngược lại tìm mục tiêu kế tiếp cũng liền đem nó từ bỏ đà tạ ngô đạo hữu bùi lăng đối với hắn lời nói này nửa tin nửa ngờ đang trầm ngâm chợt thấy ngô đình hy tự tiếu phi tiếu nói tiểu tử đã ngươi ta đều muốn tránh trịnh kinh sơn kia ngô mô cùng ngươi làm giao dịch như thế nào bùi lăng trong lòng cảnh giác trên mặt liền nói không biết đạo hưu nói giao dịch là cái gì đây cũng là ngô mỗ sư tôn dự định chuyển tu công pháp ngô đình hy lấy ra một viên ngọc giản ở trước mặt hắn lung lay nói cũng là trọng mình tông đối ngô mỗ mộ một giới luyện khí tu sĩ theo đuổi không bỏ nguyên nhân thứ không dám dầu dếm ngô mỗ bây giờ đã là dầu hết đèn tắt nếu là ngươi có thể trợ giúp ngô mỗ chạy ra nguyên mộ sơn công pháp này liền cùng ngươi sao chép một phần như thế nào len keng bùi lăng đang muốn nói chuyện trong đầu đống nhiên chuyển đến hệ thống nhắc nhở phát hiện ngoại giới lạ lẫm công pháp hệ thống ngay tại thu nhận sử dụng ta cam lại có chuyện tốt như vậy bùi lăng đại hỉ sợ ngô đình hy thu sau khi trở về hệ thống liền không cách nào thu nhận sử dụng vội vàng nói nguyên lai like đây chính là ngọc giản ta còn là lần đầu tiên trông thấy ngô đạo hữu xin hỏi loại ngọc này giản đều là làm sao sử dụng ngô đình hy ngẩn ngơ trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên chờ ta chạy thoát ngô mộ tự nhiên sẽ dạy ngươi làm sao ngươi không tin ngô mộ không 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 nô đạo hữu hiểu lầm bùi lăng vắt hết vóc kéo dài thời gian chỉ bất quá ta chưa bao giờ thấy qua ngọc giản đúng nô đạo hữu ngươi cảm thấy chúng ta đợi một lát chạy ra nguyên mộ sơn về sau hướng phương hướng nào đi tương đối phù hợp thứ không giam dâu dếm ta đã lớn như vậy còn không rời đi lộc tuyển thành nếu là cần trốn xa vạn giảm thực sự không biết nên hướng đi đâu nô đình hy gặp hắn không có truy cứu ngọc giản sự tình ám thở phào biên tướng ngọc giản thu lại bên cạnh thuận miệng nói đến lúc đó trước hướng tây đi đến lúc đó ngô mỗ sẽ nói cho ngươi bùi lăng nhìn hắn động tác quả thực lòng nóng như lửa đốt đang muốn lấy cớ để hắn chậm một chút thu hồi ngọc giản cũng may lúc này hệ thống len ken một tiếng lạ lẫm công pháp thu nhận sử dụng hoàn tất mời túc chủ mệnh danh liền gọi vô danh công pháp bùi lăng giờ phút này nơi nào có tâm tư lấy tên tùy ý đuổi hệ thống nói với ngô đình hy tốt, cái này nguyên mộ sơn ta quen nô đạo hữu cứ việc yên tâm ta nhất định đưa ngươi bình an mang đi ra ngoài. Nô Đình Hi nghe, hơi lộ ra nụ cười, yếu ớt nói, vậy ngươi tốt nhất nhanh một chút, nếu không Trịnh Kinh Sơn tự mình đổi tới, liền không nói được rồi. Đúng, nô mỗ hiện tại thương thế nặng nề, chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi đỡ một thanh. Nô Đạo Hưu yên tâm. Bùi lăng vừa vặn khôi phục một chút khí lực, dây rủi lấy chậm rãi đứng dậy, thở dốc nói, mọi người hiện tại cũng là người một nhà, nô Đạo Hưu sự tình, chính là ta sự tình. Hắn lời thề son sắt đứng lên, hơi hoạt động ra tay chân, cảm thấy trong thời gian ngắn vấn đề không lớn, không chút do dự, xoay người chạy. Ngô Đình Hy Hán trên mặt hiện lên một vòng tàn nhẫn cùng kinh ngạc, vội vàng đem vận sức chờ phát động một cái ngũ độc chỉ tán đi, đứng dậy đuổi kịp. Bùi lăng tại lạ lâm hắc ám đường hành lang bên trong chậm rãi từng bước chạy trước, âm thầm cầu nguyện Ngô Đình Hy thương thế càng nặng một ít, hoặc là đơn thuần e ngại Trịnh Kinh Sơn không dám đuổi theo, chỉ là không như mong muốn, không chạy ra bao lâu, liền nghe chắp sau lưng chuyển đến tiếng bước chân rồn rồ. Nô đạo hữu, ta đi tìm người cứu ngươi, ngươi thương đến nặng như vậy, vẫn là không nên gì động tốt. Ánh mắt của hắn lấp lóe, quay đầu hô câu, chạy nhanh hơn. Nô đình hi cười lạnh, nô mỗi nhìn giống đồ đần sao. Khá lắm tiểu tử, tuổi con nhỏ giống như này hèn hạ ngon độc, không hổ là trọng mình tông môn hạ chó săn. Bùi lăng không cần phải nhiều lời nữa, cắm đầu lao nhanh. Nhưng sau một lát, hắn phát hiện thiên phức, phía trước nhiều hơn lối rẽ. Trong lúc nguy cấp, bùi lăng không lo được suy nghĩ nhiều. Tùy ý tuyển một đầu tựa hồ có gió lối rẽ chạy vào đi ai biết nhập bên trong không bao lâu liền nghe được sau lưng chuyển đến ngô đình hy cười lạnh rất nhanh hắn hiểu được duyên cớ đầu này lối rẽ không chạy bao lâu phía trước thình lình liền là vách núi trước đó cảm giác được gió lại là từ mấy cái so nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu trong lỗ thủng thổi phồng lên đây là con đường chết bùi lăng trong lòng chầm xuống cấp tốc quay người chỉ thấy ngô đình hy trên mặt trêu tức đuổi theo đầu ngón tay lục mang lấp lóe cười gắn nói chạy à ngươi làm sao không chạy không đợi bùi lăng trả lời nô đình hy đã một chỉ điểm hướng hắn mi tâm chương bảy lệ tiên tử chương bảy lệ tiên tử bùi lăng toàn thân lông tóc dựng đứng nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngược lại kích phát hắn sâu trong nội tâm tiềm năng hắn vội vàng lăn khỏi chỗ tại hiểm lại càng hiểm trước mắt tránh đi một kích này nô đình hy tất sát một chỉ thất bại không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối chỉ là người này dù sao cũng là đại tông xuất thân phản ứng cực nhanh nguyên bản cũng định đứng chắp tay đối bùi lăng thi thể cở trách vài câu tư thái cấp tốc điều chỉnh bàn chân đột nhiên đập đất cả người bay nào mà ra sau một khắc nắm đấm của hắn trùng điệp đánh vào bùi lăng trên mặt ẩm bùi lăng bị một quyền này đánh cho đầu váng mắt hoa nhưng trong lòng thì đại hỷ hắn mới luyện khí ba tầng căn bản không học cái gì công phạt chi thuật nếu như ngô đình hy tiếp tục sử dụng ngũ độc chỉ vậy hắn coi như tránh thoát vừa mới một kích tiếp xuống cũng là thập tử vô sinh Bây giờ Ngô Đình Hy thế mà vận dụng quyền cước, có thể thấy được người này thương thế chi trọng, so với mình cũng không khá hơn chút nào. Hắn lập tức hai chân một vòng, nhốt chặt thân thể đối phương, để phòng hắn kéo dài khoảng cách sử dụng thủ đoạn khác, đồng thời vung lên nắm tay phải, hung hăng đánh tới hướng đối phương cái cảm. Đây là luyện khí ba tầng cực phẩm thiết cốt tu sĩ một kích toàn lực, nếu là lúc trước, Ngô Đình Hy đối công kích như vậy căn bản là không để vào mắt, nhưng hắn hiện tại tổn thương thực sự quá nặng, không những không có thể tránh mở mặt bị đánh cho hướng bên cạnh đột nhiên nghiêng một cái đồng thời trong miệng còn dâng lên một trận nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh hôn chứng ba ngô đình hy tròn mắt đều Đức đột nhiên một cái đầu truy trùng điệp nện tại bùi lăng trên đầu bùi lăng lập tức một trận choáng váng ngô đình hy thừa cơ đứng dậy nắm lên bên cạnh một cái tảng đá không nói lời gì hướng bùi lăng đập tới bùi lăng nghe được phong thanh không đúng vội vàng hướng bên cạnh lăn đi cùng lúc đó hắn cũng từ dưới đất nắm lên một thanh bụi đất dương hướng ngô đình hy bề ngoài Nô Đình Hy theo bản năng nhắm mắt lại, bùi lăng lại kẹp lại cái này đứng không nhào tới ôm chặt lấy hắn eo, đem hắn té ngã trên đất. Khu khu khủng. Nô Đình Hy nguyên bản ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, bị vừa té như vậy lại thêm bùi lăng đè ép, khỏe miệng lần nữa chảy ra vết máu. Hắn trong lòng biết không tốt, xoay đánh thời khắc, đầu ngón tay tại trong tay háo tìm tòi mấy lần, linh xảo lấy ra viên kia nửa ngày trước vì chuột làm kinh sợ lúc cầm viên đạn chỉ là viên này viên đạn chính là cùng công pháp ngọc giản cùng một chỗ giao cho hắn sư tôn di vật cũng là sư tôn mạch này sau cùng át chủ bài dùng để đối phó trịnh kinh sơn đều là đại tài tiểu dụng bùi lăng bất quá là cái luyện khí ba tầng rắc rưởi nô đình hy chỉ thoáng chần chờ cổ tay bỗng nhiên đau xót lại là bùi lăng phát giác được dị thường liều mạng bị đầu hắn nện chân đá quả thực là nắm lấy hắn thủ đoạn hướng bên cạnh trên tảng đá hung ác nện mấy cái nô đình hy bị đau trong tay viên đạn không tự chủ được lăn xuống trên mặt đất hắn vừa sợ vừa giận lại hối hận lòng dạ bỗng nhiên tiết bùi lăng lại là hung tính kích phát càng đánh càng hăng trong khoảnh khắc lộ rõ cao thấp bị bùi lăng nắm lấy cơ hội lấy tảng đá nện té xuống đất lo lắng cái này âm phụ tông môn ra ra hỏa giả chết đánh lén bùi lăng dù là cảm giác được đối phương đã không động đậy nữa cũng không dám chút nào lãnh đạm tiếp tục đập vỡ mười mấy tảng đá xác nhận ngô đình hy đầu đều đã dán trên mặt đất thi thể đã lạnh cứng lúc này mới thở hồng hộp ngừng lại lòng vẫn còn sợ hai xoa đem mặt tháng hắn giết ngô đình hy tình cảnh nguy cấp bùi lăng chỉ vui vẻ một lát liền liên tục không ngừng đứng lên không lo được đau xót trước trở tay cho hệ thống một cái một sao kém cỏi lại đem ngô đình hy trong trong ngoài ngoài vơ vét một phen nghĩ đến chỗ này người vừa rồi không nỡ dùng viên đạn cũng từ phụ cận tìm tới ôm vào trong lòng cuối cùng một phen hủy thi diện tích liền chịu đựng choáng đầu hoa mắt vịn vách núi lảo đảo rời đi bây giờ không có ngô đình hy ngăn cản bùi lăng bỏ ra chút thời gian cuối cùng từ giống như mạng nhện đường hành lang bên trong tìm được thông hướng mặt đất con đường. Bãi cặn bã cha mẹ kế ban tặng, hắn từ nhỏ đã cần đến nguyên mộ sơn hái thuốc đi săn nuôi sống mình, đối nguyên mộ sơn chỗ sâu bên ngoài địa phương cũng hết sức quen thuộc. Giờ phút này hơi phân biệt phương hướng, liền tranh thủ thời gian tìm đầu vắng vẻ dưới đường nhỏ núi. Trên đường cũng gặp phải một hai bùi thị con cháu, cũng may hắn vừa rồi cùng bọn hắn cùng một chỗ tại bùi phủ chính đường lĩnh mệnh, bây giờ mặc dù hình dung chật vật, nhưng tự xưng tao ngộ dã thu không địch lại, đồng tộc cũng không hoài nghi thậm chí còn có cái thiện tâm đường huynh ném đi bình chỉ huyết tán cho hắn bùi lăng vô cùng cảm kích tiếp lấy cớ về thành tìm đại phu thong dong thoát thân mà đi hạ nguyên mô sơn hắn nghĩ tới trước đó ngô đình hy để hắn chạy hướng tây quả quyết lựa chọn phía đông nhưng mà đi nhanh chưa lâu bùi lăng lần nữa phát giác được có người âm thầm thăm dò chính mình càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là hắn cánh tay trái vết thương đau đớn dần dần biến mất chuyển thành chết lặng lọt vào trong tầm mắt không có mùa hay lít nha lít nhít ánh mắt lại tại không ở gia tăng bùi lăng bước chân càng ngày càng chậm sát mặt tái xanh hắn biết mình phiền thoái không chỉ có diễm cốt la sát đổ lần nữa tìm tới cửa chỗ chết người nhất chính là bị ngô đình hy thương tổn địa phương hiển nhiên chúng độc bùi lăng đem ngô đình hy lưu lại đồ vật tìm kiếm một phen có lẽ là gia hỏa này bị một đường truy sát nguyên nhân tùy thân dược vật đã không nhiều mà còn sót lại mấy cái trong bình ngọc ngoại trừ khí huyết đan hắn nhận biết cái khác cũng không biết là cái gì. Tiếp tục như thế, hắn coi như dùng hệ thống tu luyện tạm thời ngăn lại diễm cốt la sát đổ, cũng chưa chắc có thể sống sót. Mà lại cái này thiểu năng hệ thống, lần thứ nhất tu luyện dẫn hắn đi trộm trịnh kinh sơn thối cốt đan, chọc tới diễm cốt la sát đổ, lần thứ hai tu luyện dẫn hắn đoạt ngô đỉnh hy khí huyết đan, trải qua quyết tử đấu tranh mới may mắn còn sống, ai biết lần tu luyện này, lại sẽ đem hắn đưa đến cái gì tình cảnh bên trong đi. Bùi lăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn xem trong tay ngô đình hy một đám di vật thần sắc biến ảo không chừng một lát cắn răng một cái vậy mà xoay người hướng lộc tuyển thành đi đến gần nửa ngày về sau lộc tuyển thành bùi phủ gia chủ bùi tuyên kinh ngạc nhìn xem trước mặt quần áo tạ tơi, hình dung chật vật bùi lăng ngươi nói ngươi tìm được ngô đình hy kia vì sao không có phát ra gia tộc tín hiệu hồi gia chủ chất nhi lúc ấy bản thân bị trọng thương sợ phát ra tín hiệu sẽ hấp dẫn ngô đình hy lực chú ý nói như vậy chất nhi chỉ sợ cũng không về được Bùi lăng có chút thở dốc, trầm giọng hỏi, xin hỏi gia chủ, chính tiên sư ở đâu? Chất nhi phải ngay mặt bẩm báo. Bùi tuyên ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi vất vả. Trịnh đạo hữu bây giờ không trong phủ, như vậy đi, ta trước hết để cho người mang ngươi xuống dưới chữa thương, ngươi đem ngô đình hy vị trí nói cho ta, ta thay ngươi chuyển cáo trịnh đạo hữu. Chỗ kia rất phức tạp. Bùi lăng một ngụm từ chối, hắn sở dĩ mạo hiểm trở về, chính là vì ở trước mặt cùng trịnh kinh sơn bàn điều kiện, làm sao có thể để bùi tuyên làm trung gian thương nhân lập tức lên đường chỉ sợ ta nói ra chủ cũng không rõ ràng đến lúc đó nếu là làm trễ nải trịnh tiên sư sự tình chúng ta bùi phủ trên dưới đều không tốt đảm đương bùi tuyên giận tái mặt thẳng tắp chừng mắt nhìn hắn nhưng mà gặp cái này bàng chi chất nhi không sợ hãi chút nào thậm chí trên trán còn có chút không tiếc cá chết lưới rách di tứ thâm niệm đi lòng vòng đổi một bộ khuôn mặt tươi cười cũng thành bất quá Trịnh đạo hữu bây giờ hoàn toàn chính xác không trong phủ bùi lăng nghe vậy trong lòng chầm xuống chẳng lẽ trịnh kinh sơn bây giờ tại nguyên mộ sơn cũng đúng nhiều như vậy bùi thị con cháu đều đi trong núi tìm kiếm trịnh kinh sơn ngay tại chỗ chờ đợi tín hiệu như thế mới thuận tiện tốc độ nhanh nhất chặn đường ngô đình hy vậy hắn làm sao bây giờ hắn bây giờ tình huống đã mười phần nguy cấp chưa hẳn chờ đến đến trịnh kinh sơn trở về đang muốn hỏi gia chủ có không có cách nào lập tức thông chi trịnh kinh sơn mà trịnh kinh sơn trở về cần bao lâu lại nghe bùi tuyên nói như vậy đi trịnh đạo hữu mặc dù đi nguyên mô sơn nhưng cũng may lệ tiên tử còn tại bích ngô viện tinh tu ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp lệ tiên tử lệ tiên tử bùi lăng khẽ giật mình chật kịp phản ứng đây chính là cùng trịnh kinh sơn cùng một chỗ đến đây lộc tuyển thành trọng minh tông đệ tử chỉ bất quá người này quá vô danh những ngày này ra ra vào vào nghe được đều là trịnh kinh sơn sự tình dấu vết là người theo bản năng đem nó không để ý đến gia chủ bùi lăng nhịn không được hỏi vị này lệ tiên tử thực lực địa vị, so trịnh tiên sư như thế nào. Vạn nhất là cái đánh xì dầu, căn bản không giúp được hắn, kia cũng vô dụng thôi. Bùi lăng, người nhớ kỹ. Ai biết tiếng nói mới rơi, chỉ thấy bùi tuyên bỗng nhiên đổi sắc mặt, trịnh trọng bằng hàn giao, vị này lệ tiên tử, mặc dù địa thấp, nhưng tu vi địa vị, cùng tương lai tiền đồ, hoàn toàn không phải trịnh đạo hữu có thể so sánh. Làm trọng minh tông chân truyền. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ còn là thánh tông hạ nhiệm thánh nữ. Người đợi lát nữa gặp nàng, nhất thiết phải so với ta, đối trịnh đạo hữu, còn muốn cung kính, đã hiểu sao? Bùi lăng trong lòng vui mừng, vội nói, đúng. Mà lại ngươi xác định ngươi biết chính là Ngô Đình Hy chỗ ẩn thân, sẽ không để cho lệ tiên tử một chuyến tay không? Bùi tuyên tựa hồ đối với vị này lệ tiên tử mười phần kiên kỵ, đều đã hướng phía trước đi, vẫn là không yên lòng, dừng bước lại, nghiêm mặt khuyên bảo, việc này lớn, nếu để cho lệ tiên tử cảm thấy nhà chúng ta trêu đùa nàng, cũng không phải đùa giỡn. Gia chủ ngài yên tâm bùi lăng vội nói nếu như không có vô cùng xác thực nắm chắc chất nhi sao dám lừa gạt gia chủ lại nói chất nhi cầu kiến trọng minh tông tiên sư cũng có chuyện muốn nhờ bùi tuyên nhìn chầm chằm vào hắn một lúc lâu đi hắn mang theo bùi lăng bước nhanh tiến bích ngô viện lại không để ý tới đằng trước phòng trên mà là từ bên cạnh một đầu đường nhỏ cuốn về phía sau đầu nơi này bùi lăng vẫn là lần đầu đến rốt cuộc loại này tiếp đãi khách quý sân nhỏ lấy hắn tại trong tộc thân phận địa vị luôn luôn bị cáo giới đi vòng qua giờ phút này quan tâm mình thương thế cùng tiếp xuống đàm phán cũng không lòng dạ nào thưởng thức bùi phủ dốc hết sức lực bố trí lại âm thầm giữ chặt lòng bàn tay viên đạn một lát bùi tuyên thoảng qua dương bước thấp giọng len khen trúc đợi lát nữa đừng ngầm đầu nhất là đừng đi nhìn góc phòng chung gió lúc này mới tiếp tục tiến lên đến một tòa tinh xá trước thật sâu xoay người bùi thị bùi tuyên tham kiến lệ tiên tử gặp bùi lăng chậm nửa nhịp đi theo không người trao mày quát lớn tiên tử trước mặt còn không quỳ xuống chương tám Cạm bấy. Chương 08, cạm bấy. Bùi lăng không chậm trễ chút nào quỳ xuống, bùi tuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, trong tinh xá truyền ra một cái băng lánh bên trong mang theo một chút tức giận thanh âm, các ngươi chuyện gì? Hồi lệ tiên tử. Bùi tuyên vội vàng nói, chúng ta biết tiên tử ở đây thanh tu, không dám tùy tiện quấy rầy. Nhưng tiểu chất bùi lăng mới từ nguyên mộ sơn trở về, nói là phát hiện ngô đình hy tung tích, lo lắng đánh cỏ động rắn, không dám gửi đi ra tộc tín hiệu, vốn cho là trịnh đạo hữu trong phủ nô đình hy nói còn chưa dứt lời tinh xá cửa bỗng nhiên im ắng mở ra một bóng người chớp mắt mà ra váy đen huyền dày đầu đội duy mũ duy mũ bốn phía rơi lấy cùng váy đồng dạng hắt xa thẳng rủ xuống trước ngực thấy không rõ lắm dung mạo bùi tuyên tại nàng xuất hiện lúc liền đã cấp tốc bộ dạng phục tùng liễm mục mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám chậm trễ chút nào bùi lăng phản ứng hơi chậm một bước nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy nàng này tư thái huyền chuyển nhất là vòng eo tinh tế không đủ một nắm quanh thân khí thế lại cực kỳ lăng lệ phảng phất ra khỏi vỏ tiên kiếm phong mang bức nhân lệ tiên tử vây tay chỉ nghe tiếng chuông gió giòn vàng bùi thị bá chất trong đầu đều là một trận hỗn độn đợi lấy lại tinh thần chỉ thấy độc lâu chuông gió đã treo ở nàng bên hông duy mũ hơi nghiêng lệ tiên tử nghiêng đầu hỏi người ở nơi nào bùi tuyên nhìn bùi lăng bùi lăng lấy lại bình tĩnh nắm chặt viên đạn trầm giọng nói hồi tiên tử nô đình hy đã chết cái gì bùi tuyên lấy làm kinh hãi Lệ tiên tử ngược lại không để ý, công pháp ở nơi nào? Ở ngoài thành. Bùi lăng chỉ cảm thấy vị tiên tử này khí thế chi thịnh, trịnh kinh sơn căn bản là không có cách đánh đồng, chí ít hắn tại bùi phủ chính đường gặp trịnh kinh sơn lúc, đối phương mặc dù cao cao tại thượng, nhưng không có cho hắn cảm giác đặc biệt gì. Nhưng giờ phút này, cứ việc cách mạng che mặt, cũng có thể cảm nhận được, lệ tiên tử ánh mắt như điện, nhìn qua thời điểm, tựa như bị cái gì cực kỳ đáng sợ chi vật để mắt tới, phần gáy lông tóc cũng vì đó sợ hai mà lên hắn chật vật nuốt ngụm nước bọt ép buộc mình tỉnh táo lại nói tại hạ may mắn tại một chỗ trong sơn động gặp phải ngô đình hy lúc ấy hắn đã trọng thương ngã gục trải qua một phen quyết tử đấu tranh đem nó đánh giết về sau nguyên bản định lấy tận di vật sau trở về phục mệnh nhưng lo lắng trên đường mất đi cho nên đem đồ vật đều giấu ở ngoài thành lệ tiên tử từ chối cho ý kiến nói người muốn cái gì bùi tuyên đứng hầu ở sau lưng nàng sương tại bùi lăng tự nhận giết chết ngô đình hy lúc đã đầu đầy là mồ hôi giờ phút này nghe vậy lại ám thở phào ngay cả liên tiếp nháy mắt ra hiệu bùi lăng vì gia tộc mở miệng nhưng bùi lăng mạo hiểm trở về chính là vì mình làm sao có thể để ý tới hắn lập tức không nhìn bùi tuyên nghiêm nghị nói cầu tiên tử cứu mạng cứu mạng lệ tiên tử do xét hắn một chút không thèm để ý nói nô đình hy ngũ độc chỉ hoàn toàn chính xác không phải ngươi loại này tu vi có thể tiếp nhận nàng tiện tay ném đi bình ngọc tới trong này có ba viên tịch độc hoàn toàn bộ ăn hết ngồi xuống một lát là được về phần diễm cốt là sát đồ tiên tử thản nhiên nói đợi bản tọa thu hồi ngọc giản xác nhận không sai tự nhiên sẽ vì ngươi cùng trịnh kinh sơn tên phế vật kia nói một tiếng bùi lăng tiếp được bình ngọc không đợi nàng nói xong cũng toàn bộ rót vào miệng bên trong phát giác được đã lan tràn đến vai trái độc sát thực ngưng trệ trong lòng hắn nhất định vội vàng nói tạ lệ tiên tử ngọc giản ngay tại ngoài thành một tòa núi nhỏ sườn núi phía dưới nơi đó có cái dấu hiệu chính là ba cây cây huệ hình thành một cái xếp theo hình tam giác nói lời này hắn giấu ở trong tay háo tay thật chặt nắm viên đạn nín hơi ngưng thần lệ tiên tử nghe vậy nhìn đều không lại nhìn hắn một cái phẩy tay háo một cái thanh thúy tiếng chung gió bên trong đảo mắt người đã biến mất không thấy gì nữa bùi lăng lòng vẫn còn sợ hai trà sắt đem mồ hôi lạnh vị này lệ tiên tử cho hắn áp lực quá lớn mặc dù từ ngô đình hy trước khi lâm trung thái độ đến xem trong tay cái này viên viên đạn hơn phân nửa là át chủ bài loại hình nhưng tự mình trực diện lệ tiên tử về sau đối với cái này viên viên đạn có thể hay không uy hiếp được đối phương cũng không có nắm chắc vạn hạnh vị tiên tử này mặc dù lạnh lùng cao ngạo thật không có qua sông đoạn cầu ý tứ kết quả này là hắn trở về trước kỳ vọng nhất bây giờ nhìn đến có thể nói là trong bất hạnh vạn hạnh bùi lăng ngươi đây là ý gì bùi tuyên gặp lệ tiên tử rời đi cũng nhẹ nhàng thở ra chợt giận tái mặt đi lên quát lớn dạng này cơ hội ngàn năm một thở ngươi không vì gia tộc cân nhắc liền nghĩ mình chớ có quên những năm gần đây là bùi gia dưỡng dục tài bồi ngươi bùi lăng mặc dù ăn vào tịch độc hoàn bốn phía hư không nhìn chăm chú lại như như giỏi trong xương thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng nơi nào có tâm tư cùng gia chủ dông dài lập tức nói vâng chất nhi thời khắc ghi nhớ bùi thị ân tình cho nên sợ tuổi còn trẻ chết rồi về sau không cách nào tiếp tục vì gia tộc hiệu lực mời gia chủ yên tâm đợi lát nữa lệ tiên tử trở về là chất nhi giải khai diễm cốt la sát đồ lúc chất nhi sẽ vì gia tộc nói tốt vài câu nói xong hướng ra chủ chắp tay một cái xoay người rời đi vội vàng trở lại chỗ ở của mình hắn đã là sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ giang chống đỡ lấy đóng cửa lại bùi lăng chỉ cảm thấy tư duy đều có chút khó mà vận chuyển không được hắn dùng sức cắn hạ đầu lưới ép buộc mình bảo trì thanh tỉnh thầm nghĩ tiếp tục như thế chỉ sợ ta căn bản chống đỡ không đến lệ tiên tử thu hồi công pháp ngọc giản vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể giống như trước đó để hệ thống tu luyện. Vấn đề là, đoán cốt quyết một khóa hủy trị hắn là cũng không dám lại thử. Ai biết lần này hệ thống biết điều khiển lấy hắn thân thể đi trộm chỉnh kinh sơn vẫn là lệ tiên tử. Hai vị này chốc lát nữa đều muốn trở về bích Ngô viện, đến lúc đó vừa vặn gặp được hắn tại bọn hắn trong phòng trộm đồ vật còn nên ngang tu luyện, hạ chàng có thể nghĩ. Hệ thống, ta muốn tu luyện. Ngay tại cháy bỏng thời khắc, đùi lăng đống nhiên nghĩ đến, mình bây giờ không phải chỉ có thể lựa chọn đoán cốt quyết hán vội vàng để ý niệm bên trong kêu gọi lựa chọn vô danh công pháp sau đó lựa chọn lâm thời tu luyện trí năng thời gian dài một khóa hủy trị len hệ thống cấp tốc vận chuyển trí năng tu chân hệ thống tận tụy vì ngài phục vụ một khóa hủy trị trí năng thăng cấp hiện tại bắt đầu hủy trị tu luyện chi kỷ nhắc nhở trong lúc tu luyện tốc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể người không nên kinh hoàng thân thể bị hệ thống tiếp nhận trước mắt diễm cốt la sát đổ nhìn chăm chú cấp tốc biến mất bùi lăng ám thở phào chợt lại có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên hệ thống cử động chỉ thấy hệ thống đem thân thể của hắn bài bố thành cùng đoán cốt quyết khác biệt quá nhiều tư thế đan điền linh lực cũng lấy một loại hoàn toàn mới phương thức bắt đầu vận chuyển nương theo lấy tu luyện tiến hành trước đó ăn vào tịch độc hoàn dược lực bắt đầu phát huy bùi lăng rõ ràng cảm giác được mình vai trái độc tính bắt đầu biến mất chi giác khôi phục cùng lúc đó lộc tuyền thành bên ngoài bùi lăng nói tới ba viên cây huệ bờ sườn núi nhỏ lệ tiên tử thuận lợi tìm được ngô đình hy để lại công pháp ngọc giản cùng ngọc giản cùng nhau còn có chút tạp vật nhưng nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút la tiểu mặc dù chỉ là đan thành hạ phẩm đến cùng tại kết đan kỳ nhiều năm sẽ không dễ dàng nhìn nhầm bộ này lục dục bí điển có thể làm hắn mạo hiểm chuyển tu tất nhiên có chỗ độc đáo thấp giọng tự nói một câu lệ tiên tử đẩy cõi lòng mong đợi đem ngọc giản tiếp hướng mi tâm nhưng mà ngọc giản vừa mới chạm đến nàng da thịt đột nhiên phát ra một chùm hàn quang siêu lệ tiên tử phản ứng cấp tốc lập tức ném đi ngọc giản nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh hàn quang vẫn là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hung hăng vọt tới nàng thức hải chương chín hệ thống sẽ vì ngài miễn phí đưa tặng một đạo lữ chương không chín hệ thống sẽ vì ngài miễn phí đưa tặng một đạo lữ la tiểu lệ tiên tử vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ cảm thấy đầu bị trùng điệp một kích thần chí một trận mơ hồ vạn hạnh bên hông trông gió gấp vang cứ thế mà đem đạo hàn quang tia tử trong thức hải dung ra lệ tiên tử thừa cơ ổn định tâm thần ánh mắt quét qua đạo hàn quang kia mặc dù bị bực ra lại vẫn lơ lửng giữa không trùng ban khoan không đi bên trong một đạo mơ hồ gương mặt thình lình chính là trước đây không lâu danh xương vẫn lạc trọng minh tông ngoại môn trưởng lão một trong la tiểu sát mặt nàng hơi trầm xuống quắp ngươi lại còn có một đạo thần hồn ở đây lệ tiên tử la tiểu thần hồn giấu kín ngọc giản không biết tình huống ngoại giới phát giác có người ý đồ xem xét công pháp lúc này mới thừa cơ đánh lén giờ phút này phát hiện là lệ tiên tử rất là kinh ngạc tiên tử cỡ nào thân phận vậy mà cũng ngấp nghé cái này lục dục bí điện. Lệ tiên tử hư lạnh một tiếng, thành anh chi pháp, ai sẽ ngại nhiều. Bớt nói nhảm, thúc thủ chịu chói, bản tọa cho ngươi thống khoái. Tiên tử thật biết nói đùa. La tiểu thần hồn bay múa không trung lặng lẽ nói, chúng ta thánh tông người, há có ngồi chờ chết đạo lý. Lại nói tiên tử tiền đồ rộng lớn, la mộ bây giờ lại là cùng đường mặt lộ, tiên tử coi là thật muốn lấy thân mạo hiểm, cùng la mộ cá chết lưới rách. Không bằng la mộ đem công pháp đưa cho tiên tử, tiên tử dơ cao đánh khẽ như thế nào đang khi nói chuyện hắn quấn lên ngọc giản đưa tới lệ tiên tử trước mặt ngay tại lệ tiên tử ánh mắt rơi xuống ngọc giản trên lúc la tiểu mặt hiện dữ tợn bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng sắc nhọn hồn dít đảo lệ tiên tử lại cười lạnh thành tiếng đã sớm để phòng ngươi nàng mới nếm qua một lần sơ ý chủ quan thua thiệt giờ phút này làm sao có thể lại khinh địch chẳng biết lúc nào hắn bên hông chung gió từng khỏa độc lâu cùng nhau há mồm làm rú thảm hình lại vô thanh vô tước La Tiểu Hồn Thể phảng phất bị vô hình lưỡi đao chém trúng, tiếng rít im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Lệ Tiên Tử đầu ngón tay Tử Mang lấp lóe, linh lực như linh xả nhảy vào giữa không trung, trói hướng La Tiểu. Phước hôn kinh. La Tiểu cùng nàng sư xuất đồng môn tự nhiên nhận biết cái này thuật pháp chuyên khắc âm hồn tàn phách. Dù là hắn khi còn sống chính là kết đăng kỳ, nhưng cũng bản năng đối đạo này Tử Mang sâu cảm giác kiên kỵ. Hắn hơi suy nghĩ, hoán độc mắt nhìn Lệ Tiên Tử, đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn bốn phân thành tám hướng bốn phương tám hướng trốn chạy mà đi lệ tiên tử không ngạc nhiên chút nào sâm nhiên quát muốn chạy trốn nàng dội da trắng non thon dài năm ngón tay hướng giữa không trung mở ra tiếp theo ra sức vỗ một cái hô 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 sau một khắc ầm phong đại tác linh khí hỗn loạn phụ cận sắc trời cũng vì đó tối sầm lại nam đạo như ẩn như hiện hàng rào lấy lệ tiên tử làm trung tâm ầm vang dựng thẳng lên hình như lao tủ nguyên bản đã phân tán trốn xa là tiểu thần hồn bị từ nơi sâu xa lực lượng cưỡng ép kéo về không khỏi kinh thanh kêu lên ngũ chỉ tù long ngục ngươi thế mà tu thành môn thần thông này không đợi lệ tiên tử nói tiếp hắn đã nhe răng cười một tiếng đã lao phu hôm nay hẳn phải chết lục dục bí điển, ngươi cũng mơ tưởng được lời còn chưa dứt thần hồn bao lấy ngọc giản một cơn chấn động rõ ràng là dự định tự bạo ngươi dám lệ tiên tử tại trọng minh tông thân phận tôn quý ngàn dặm xa xôi đuổi theo lộc tuyển thành vì chính là bộ này nghe đồn có thể đổi căn cơ, phá đan kết anh công pháp, há có thể dung nhẫn lãng phí thời giờ. Tuy biết kết đan kỳ tu sĩ thần hồn tự bạo, uy lực không thể coi thường, nhưng vẫn là không lùi mà tiến tới. Cùng lúc đó, trên người nàng chuông gió vang lớn, da thịt trắng loãng bên trên, thình lình hiện hiện tầng tầng lớp lớp phức tạp đường vân, tố thủ nhô ra, cứ thế mà mở ra la tiểu thần hồn, một phát bắt được ngọc giản. Ngay tại nàng đem ngọc giản bóp tại lòng bàn tay trước mắt, la tiểu thần hồn ầm vang nổ tung nửa ngày sườn núi nhỏ biến mất không thấy gì nữa dưới sườn núi bùi lăng lời nói tiêu chí ba viên xếp theo hình tam giác cây huệ cũng chỉ còn lại ba cái lỗ thủng phương viên vải dặm bên trong trở nên mất mô có nhiều chỗ thậm chí trần trụi ra không trọn vẹn nham thạch đủ thấy kết đan kỳ tu sĩ thần hồn tự bạo đáng sợ khu khu khục mà giờ khắc này lệ tiên tử từ giữa không trùng chậm rãi rơi xuống mới rơi xuống đất liền không nhịn được một trận ho khan tiếp theo lấy tay háo che mặt phun ra một ngụm màu lớn bất quá nàng giờ phút này không quá để ý thương thế của mình tả hữu la tiểu đã đi cái này nho nhỏ lộc tuyển thành cũng không cái gì có thể uy hiếp được nàng người cùng sự tình lại tranh thủ thời gian kiểm tra một phen ngọc giản tình huống chỉ thấy ngọc giản mặc dù bị nàng hết sức bảo vệ đến cùng vẫn là đã nứt ra một đạo lệ tiên tử nhữ mày lại lấy kinh nghiệm của nàng đương nhiên biết loại tình huống này bên trong công pháp tất nhiên chịu ảnh hưởng mặc dù không đến mức như vậy hết hiệu lực nhưng cũng phải trở về tông môn tìm người tu bổ một phen mới có thể có đến lục dục bí điện mặc dù so dự liệu muốn phiền phức cũng may lần này đi ra ngoài mục đích vẫn là đạt đến lệ tiên tử lại ho khan vài tiếng đem ngọc giản cất kỹ màu đen váy xa nhẹ nhàng khẽ động đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ sau một lúc lâu bích ngô viện lệ tiên tử cùng lúc rời đi đồng dạng đông nhiên xuất hiện ở trong viện chính diện gánh chịu kết đan kỳ tu sĩ thần hồn tự bạo lại một đường phi nhanh về bụi phủ dù là nàng tại trọng Minh tông cũng coi như thiên tài đứng đầu đệ tử giờ phút này cũng không nhịn được có chút khí huyết phù phiếm giờ phút này mới rơi xuống đất liền lại là một trận ho khan tiện tay vung lên đem chung gió treo trở về phòng mái hiên nhà bước nhanh đi vào tinh xá trận tinh xá cửa không gió mà bay phanh đóng lại trong tinh xá lệ tiên tử ngồi xếp bằng vẫn sảng an vào một viên đan lược, vận công chữa thương nàng vội vã ổn định thương thế về sau trở về trọng minh tông tìm người xây ngọc giản đã sớm quên bùi lăng sự tình, rốt cuộc chỉ là bùi phủ một cái nho nhỏ bảng chi con cháu thôi. ngay cả bùi phủ tông tử bùi hồng nghiên ở trước mặt nàng không phải là không một con chó, không là chẳng bằng con chó. rốt cuộc trịnh kinh sơn như thế mới xem như nghiêm chỉnh chó, mà bùi hồng nghiên nhiều lắm là cho trịnh kinh sơn làm chó. về phần bùi lăng tại lệ tiên tử nhìn đến, ngay cả bùi hồng nghiên cũng không bằng, không cần phải nói, cho nên coi như bởi vì nàng sơ sẩy dẫn đến người này chết tại diễm cốt la sát đồ phía dưới cũng chỉ có thể nói là bùi lăng vận mệnh đã như vậy quan nàng chuyện gì vào thời khắc này bùi lăng cũng quên đi lệ tiên tử chính cảm thụ được mới công pháp quy quy củ cụ phương thức tu luyện lúc đống nhiên hệ thống len ken một tiếng kiểm tra đến vô danh công pháp là song tu công pháp cần đạo lữ mới có thể tiếp tục tu luyện bùi lăng len ken hệ thống máy móc nói kiểm tra túc chủ thiếu khuyết đạo lữ hệ thống đem miễn phí đưa tặng một đạo lữ sau một khắc bùi lăng trơ mắt nhìn xem chính mình thân thể dừng lại tu luyện một thanh cơ lấy bên cạnh viên đạn sau đó đứng người lên sải bước đi qua mở cửa lấy vựa xa mình bây giờ tu vì tốc độ lao nhanh mà ra hệ thống bùi lăng nhanh nổ hắn để ý niệm bên trong không ngừng gầm thét người mẹ nó nhanh cho lão tử dừng lại Người mẹ nó biết đây là nơi nào sao nơi này có thể cho lão tử tìm đạo nữ không phải lão tử tỉ muội liền là lão tử huynh đệ thúc bá nữ nhân hắn rốt cục hiểu cái này thiểu năng hệ thống không cạo chết hắn thể không bỏ qua ngay tại bùi lăng vắt hết óc cân nhắc bị gia tộc phát hiện loạn luân sau muốn thế nào giải quyết tốt hậu quả lúc hắn phát hiện một cái làm hắn kinh hãi muốn chết sự tình hắn lại đến bích ngô viện hắn tiến bích ngô viện hắn không để ý trước mặt phòng trên cùng nha hoàn ở ngược lại tòa mà là dựa theo trước đó bùi tuyên dẫn hắn lúc đến lộ tuyến thẳng đến hậu viện tinh xá tinh xá bên ngoài mái hiên trung gió bỗng nhiên phát ra một trận rồn rập tiếng trung trong phòng lệ tiên tử phát rất được khe nhữ mày một chút cảm ứng liền phát hiện hướng mình chỗ này lao nhanh bùi lăng suýt nữa quên mất lệ tiên tử có chút giật mình nàng trước đó đáp ứng cầm tới ngọc giản liền cho cái này bùi thị bảng chi giải trừ diễm cốt la sát đồ uy hiếp chỉ là bởi vì vội vàng giải khai la tiểu phong cấm đem việc này ném sau hót bây giờ bùi lăng không có chút nào quy củ xông tới còn đem cửa đập đến vang ầm ầm chắc là đã muốn không chịu nổi nghĩ đến đây lệ tiên tử tạm thời gián đoạn chữa thương mở miệng nói ra bản tọa nhưng mà lời còn chưa dứt tinh xá cửa bị đột nhiên một cước đa văng ngay sau đó bùi lăng ánh mắt phẫn nộ đan sen khuôn mặt lại bình tĩnh không lay động nhanh chân nhập bên trong lệ tiên tử chỉ nói hắn giờ phút này nguy cơ sớm tối mới có thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình đang muốn mở miệng quát lớn ai ngờ bùi lăng vừa vào cửa húc đầu liền đem một viên viên đạn đánh tới hướng nàng bề ngoài kia viên đạn mới giữa không chúng đã bành một tiếng nổ thành bột mịn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng thất tuyệt chấn hồn tán Lệ Tiên Tử trong lòng kinh hãi, đây là La Tiểu một mạch đát chủ bài, vốn cho rằng sớm tại đệ tử chạy trốn bên trong bị tiêu hao, vậy mà rơi vào Bùi Lăng chi thủ. Nếu là lúc bình thường, loại thủ đoạn này tự nhiên không gây thương tổn được nàng, nhưng trước đây không lâu vì bảo trụ Lục dục bí điển ngọc giản, nàng vừa mới chính diện gánh chịu La Tiểu thần hồn tự bạo, nhục thân hồn phách đều bị thương không nhẹ. Giờ phút này đang suy yếu, lại lòng tràn đầy coi là Bùi Lăng đến đây là vì xin giúp đỡ, hoàn toàn không ngờ tới đùi phủ một cái chỉ là luyện khí ba tầng bảng chi con cháu dám can đảm xuống tay với mình. Lệ tiên tử trong mắt vẻ kinh nộ hiện lên, lại ngay cả một chữ cũng không kịp nói, như vậy mềm mềm ngã xuống. Truy cập trang web đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, lao tử cầu đạo bên trong người thân phận còn giữ được sao. Truy cập trang web đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, lao tử cầu đạo bên trong người thân phận còn giữ được sao hệ thống chợ tiến lên một tay lấy nàng từ dưới đất kéo lên đưa tay thoát đi màn mũ lộ ra một trương ngọc mềm tiêu nhu da tuyết đan môi khuôn mặt giờ phút này trên trán tràn đầy ngạc nhiên ngoa tào, cái này đồ ba bùi lăng còn cho là mình sẽ bị một trưởng vỗ chết ai biết hệ thống một kích thành công nhưng cái này không phải trọng điểm trọng điểm là hệ thống ngươi mẹ nó ba hắn không biết hệ thống điên không điên dù sao chính hắn sắp điên rồi bùi tuyên nửa ngày trước là thế nào giới thiệu vị này lệ tiên tử nếu không có gì ngoài ý muốn, Thánh Tông hạ nhiệm Thánh Nữ. Thánh Nữ ba. Cái này mẹ nó là hắn có thể đụng ba. lô Đình Hy chỉ là cầm một phần công pháp Ngọc Giản thôi, Ngọc Giản kia còn là hắn sư tôn, liền rơi xuống cái chết không toàn thây hạ tràng. Hắn lại động trọng minh Tông hạ nhiệm Thánh Nữ, xin hỏi, cho cốt của hắn dương mấy phần tương đối tốt. Không đúng, hắn còn có thể có cho cốt tồn tại sao? Len Ken. Hệ thống giống như trước đó, không chút nào để ý tốc chủ phát điên, kéo lấy lệ tiên tử ném tới vân sàng bên trên chợt phát ra thanh âm nhắc nhở đạo lữ đưa tặng hoàn tất hiện tại tiếp tục tu luyện giờ khác này tâm tình của hắn là tuyệt vọng lao tử cầu đạo bên trong người thân phận còn giữ được sao ba chính kinh sơn vội vàng trở về bùi phủ hắn tới trước chính đường tìm bùi tuyên nô đình hy tìm được người đâu đồ đâu chính đạo hữu đường nội bùi tuyên đang cùng một phụ nhân nói chuyện nghe vậy bận bịu đối phụ nhân kia nháy mắt cười đứng dậy đón lấy giải thích nói nô đình hy đã bỏ mình về phần đồ vật vừa mới căn cứ tệ ra con cháu lời nói lệ tiên tử tự mình đi một chuyến đều thu hồi lại hắn sợ trịnh kinh sơn quên trước đó hứa hẹn chỉ là lệ tiên tử trở về về sau trực tiếp tiến bích nô viện lại không sách thối cốt đan sự tỉnh nơi này chính là năm mươi khỏa thối cốt đan trịnh kinh sơn nghe vậy tiện tay ném ra một cái bình ngọc nói ta đi gặp sư tỷ liền quay người đi được không thấy gia chủ cái này nhưng đều là nhà chúng ta bùi lăng cầm tới Phụ nhân kia con mắt đi lòng vòng, vội vàng đi tới nhắc nhở, phân phối thời điểm, cũng đừng quên cho đổ nhi nhiều một chút ta. Bùi tuyên đem bình ngọc cất kỹ, khe nói, ngươi nâng lên bùi lăng, ta bảo ngươi đến, đang muốn nói việc này. Ngươi những năm này là thế nào dạy bảo đứa nhỏ này? Thời khắc mâu chốt, tuyệt không biết vì gia tộc cân nhắc. Hắn còn có một lần gặp mặt lệ tiên tử thời cơ, ngươi lại đi cùng hắn nói một câu, để hắn thiếu nhớ mình, nghĩ thêm đến bùi gia. Hắn là bùi thị con cháu, bùi gia tốt, đối với hắn chẳng lẽ không chỗ tốt phụ nhân kia chính là bùi lăng mẹ kế nghe vậy nhãn tình sáng lên lệ tiên tử phải trang đối bùi lăng có chỗ ban thưởng cái này ta cũng không biết bùi tuyên tử tốn nói ta đường đường gia chủ chẳng lẽ còn có thể đi ngấp nghé một cái con cháu đời sau đồ vật ta đã biết phụ nhân cười lạnh một tiếng nói gia chủ yên tâm nếu là bùi lăng tự mình có điều giàu dếm ta sẽ để đứa bé kia hiểu chuyện chỉ là ta ra khí lực lớn như vậy nhà ta đổ nhi bùi tuyên gật đầu ta sẽ để hồng niên nhiều dạy bảo hắn bọn hắn thương nghị thời khắc trịnh kinh sơn đã trở lại bích ngô viện đi trước phía sau gặp sư tỷ chỉ là chưa đến gần liền nghe được tinh xá hạ phong linh gấp vang sóng âm cuồn cuộn trịnh kinh sơn không khỏi một trận choáng váng hắn biết mình sư tỷ cái này bản mệnh pháp bảo lợi hại không dám tới gần chỉ xa xa không người nói sư tỷ một lát sau trong tinh xá cũng không đáp lại ngược lại là chuông gió trên độc lâu càng phát ra bực bội chỗ câu hồn phách gào thét du tẩu sao động bất an. Trình Kinh Sơn giang chống đỡ một lát, chỉ cảm thấy ngực một hồi lâu phiền muộn, như muốn thổ huyết, hắn duy trì không được, do dự một chút, nói, sư đệ tạm thời cáo lui, chờ một lúc lại đến lắng nghe sư tỷ phân phó. Thối lui đến phía sau, cách xa tinh xá, cuối cùng chậm qua một hơi, lúc này mới trở về một mình ở phòng. Chỉ là mới tới cửa, đã cảm thấy không thích hợp, cửa này vậy mà công nhiên mở rộng. Bởi vì lấy sư tỷ không thích quấy rầy, hắn vào ở bích ngô viện sau liền đem tất cả hạ nhân đuổi đi chỉ ở mình lúc rời đi để bọn hắn chỉnh đốn xuống đình viện về phần phòng là vạn vạn không cho phép vào nhập bùi phủ trên dưới lượng cũng không có can đảm chống lại phân phó của hắn mà lúc trước hắn lúc rời đi rõ ràng đóng cửa lại giờ phút này cửa là chuyện gì xảy ra chính kinh sơn cảm thấy đề phòng bắt đầu bóp đạo pháp quyết mới chậm rãi nhập bên trong kết quả mới đi vào liền bị đập vào mặt khí tức hôi thối hun cái ngã ngửa hắn không dám thất lễ cấp tốc tìm tòi một phen xác định không người lúc này mới cẩn thận hướng phát ra mùi vị khác thường địa phương nhìn lại lấy trịnh kinh sơn kinh nghiệm rất nhanh nhận ra đây là có người tại hắn trong phòng tu luyện phá cái tiểu cảnh giới lúc vì vậy lưu lại mùi vị khác thường cùng vết tích không khỏi giận tí mặt hắn trợn quát hỏi diễm cốt la sát đồ ta không tại lúc là ai xâm nhập diễm cốt la sát đồ trung thượng trăm mỹ nhân cùng nhau che miệng cười trộm trong chốc lát phòng bên trong chỉ nghe hì hì âm thanh không dứt giống như xa còn gần như thật như ảo Trình Kinh Sơn lại nghiêng thai lắng nghe, gật đầu không ngừng, một lát, hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉ là bùi thị bảng chi con cháu, vậy mà gan dám cản rỡ như vậy. Chỉ làm huyết thực, không khỏi quá tiện nghi hắn. Các ngươi tạm chờ, ta cái này đi lột ra hắn. Nói xong, cũng không lo được nghỉ ngơi, nổi giận đùng đùng mà đi. Mà giờ khắc này, bích ngô viện hậu viện trong tinh xá, dồn dập tiếng chuông gió đột nhiên chỉ trệ. Chợt giống như mưa nặng hạt đánh chuối tây đột nhiên vang. Có lẽ là vô danh công pháp nguyên nhân, bùi lăng nguyên bản còn lòng tràn đầy sợ hãi theo hệ thống tu luyện toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào trong tu luyện cùng lúc đó toàn thân đều có một cỗ kỳ dị lực lượng không ngừng rót vào không những hắn cùng ngô đình hy đánh lộn lúc thương thế phi tốt khỏi hẳn thậm chí ngay cả vừa mới đột phá luyện khí ba tầng cũng tại tấn manh tăng trưởng bùi lăng triệt để trầm mê hoàn toàn không thấy dưới thân lệ tiên tử chấn kinh phẫn nộ ánh mắt mà theo hắn tu luyện lệ tiên tử trong mắt sắc ý thình lình xuất hiện lay động cùng mê võng mặc dù chỉ ngắn ngủi một lát lại trong lòng nàng nhấc lên sóng lớn sóng lớn đáy mắt càng là lựa giận ngập trời chỉ là dưới mắt bùi lăng hoàn toàn không để ý nửa ngày ra ngoài tiếng chuông gió dần dần chấm thấp mà bùi lăng bên hai cũng rốt cục chuyển đến len ken một tiếng lần này tu luyện đã hoàn thành cảm tạ tốc chủ sử dụng trí năng tu luyện hệ thống một khóa hủy trị phi thăng không lo chờ mong ngài chia sẻ tu luyện đánh giá hài lòng mời cho năm sao khen ngợi hắn trong nháy mắt khôi phục đối thân thể trường khống cũng từ trong tu luyện lấy lại tinh thần ngẩng đầu vừa lúc đối đầu lệ tiên tử như muốn đem chém thành muôn mảnh ánh mắt bùi lăng không kịp giải thích mau trốn lập tức lập tức hiện tại ngay tại lúc giờ phút này ra ngoài lại truyền đến một loạt tiếng bước chân đi theo là trịnh kinh sơn thanh âm sư tỷ bùi thị bảng chi con cháu bùi lăng to gan lớn mật vậy mà thừa dịp ta ra ngoài chui vào ta trong phòng trộm đạo người này bây giờ đã chạy án như sư tỷ tạm thời không có phân phó ta dự định tự mình đi một chuyến, đem hắn rút gân luật ra, gian đe. Bùi lăng, ta mẹ nó ba. Chương 11, khen ngợi phản hiện. Chương 11, khen ngợi phản hiện. Trong phòng bùi lăng nhanh hít thở không thông. Phòng bên ngoài trịnh Kinh Sơn cũng mười phần lo lắng, sư tỷ vì cái gì nãy giờ không nói gì. Là nghiên cứu ngọc giản nhập thần, vẫn là không thèm để ý ta. Giờ khắc này, hắn đối bùi lăng càng là hận thấu xương. Rốt cuộc tại trịnh Kinh Sơn nghĩ đến, hắn gần nhất có thể gây sư tỷ tức giận địa phương, cũng chính là thân là trọng mình tông nội môn đệ tử, mạch chủ một trong, vậy mà tại tìm kiếm Ngô Đình Hy trong chuyện này, để bùi thị một cái bảng chi con cháu đọc trước. Chắc hẳn kia bùi lăng cầm đồ vật tìm đến sư tỷ lúc, sư tỷ nội tâm càng phát ra nhận định hắn là cái phế vật. Không có lệ tiên tử cho phép, Trình Kinh Sơn không dám tự tiện rời đi, nhưng nghĩ tới bùi lăng chẳng những hại hắn tại sư tỷ trước mặt số mặt, còn vụng trộm xâm nhập hắn trong phòng tu luyện, nếu là cứ như vậy thả hắn cao chạy xa bay, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này do dự một lát ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời khắc bỗng nhiên nghe thấy quen thuộc thanh âm lạnh như băng sen lẫn lúc trước gặp tức giận cút chính kinh sơn dù là kiêng kỵ độc lâu chung gió không dám tới gần tinh xá cũng bị tiếng quát to này chấn động đến khí huyết một trận lưu động hắn ổn ổn tâm thần mới cúi đầu nói vâng vậy ta đi một lát sẽ trở lại trong tinh xá đùi lăng cứng ngắc nhìn xem lệ tiên tử từ giường mây trên chậm rãi ngồi dậy nàng váy sam đều bị hệ thống thao túng bùi lăng thân thể xé nát giờ phút này người không mạnh vải băng cơ ngọc cốt trên tràn đầy song tu lưu lại vết tích giường mây trên thấy ẩn hiện mấy điểm đỏ thắm một màn này hỗn hợp có nguyên bản lăng lệ cao ngạo khí chất, nhìn lại đã thánh khiết lại sa đoạn, đặc biệt phong tình chỉ là lệ tiên tử giờ phút này mặt nạ xương lạnh trong mắt càng là lửa dẫn ngút trời lành lạnh nhìn về phía bùi lăng bùi lăng mặt không thay đổi cùng với nàng nhìn nhau không có cách nào hắn hiện tại cũng không biết mình nên bày ra biểu tình gì đến đối mặt vị tiên tử này lệ tiên tử nhìn chằm chằm bùi lăng một lát bỗng nhiên một trưởng vỗ xuống bùi lăng toàn thân lông tóc dựng đứng chính cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ ai biết trưởng phong khó khăn lắm chạm đến hắn khuôn mặt bỗng nhiên nghiêng một cái đem cách đó không xa một chương bàn nhỏ đập là bụi mịn sau đó lệ tiên tử nổi trận lôi đình liên tục xuất trưởng trong tinh xá bùi ra tinh thiêu tế tuyển các loại bài biện bao quát giường mây không một may mắn thoát khỏi hết thể hủy hoại chỉ trong chốc lát trải qua một phen phát tiết nàng tựa hồ cuối cùng tỉnh táo một điểm từ bên giường đứng dậy chỉ là vừa mới đứng lên liền theo bản năng nhíu lên lông mày nguyên bản bước ra bộ pháp đột nhiên trì trệ sau một khắc, một cỗ linh lực đem toàn thân nâng lên nghiêng đầu lạnh lùng quét mắt bùi lăng ngay tại bùi lăng coi là lệ tiên tử muốn nói chút gì lúc nàng chợt xoay người vào bên trong ở giữa đi không bao lâu bên trong truyền đến tí tách tiếng nước giống như tại rửa mặt bùi lăng đứng tại chỗ thở mạnh cũng không dám hắn không biết lệ tiên tử vì cái gì không giết hắn cũng không dám hỏi cũng không dám chạy chỉ có thể yên lặng cầu nguyện lệ tiên tử người mỹ tâm thiện tha mình một lần lúc này hắn mới chú ý tới hệ thống đánh giá bảng như cũ lơ lửng ở trước mặt hắn người mẹ nó còn có mặt mũi muốn năm sao khen ngợi bùi lăng trong nháy mắt nổi giận để ý niệm bên trong nổi trận lôi đình lão tử nếu có thể tháo rỡ vài phút để ngươi cút gõ ngươi sao đã nghe chưa gõ ngươi sao ngươi mẹ nó mỗi lần không gây sự sẽ không tu luyện. Hai lần trước Trịnh Kinh Sơn Ngô Đình Hy đều để lão tử chạy thoát, ngươi mẹ nó rất thất vọng, dứt khoát làm một món lớn nghị triệt để cạo chết lão tử. Mang lấy mang lấy, Bùi Lăng bỗng nhiên một trận hoảng sợ, may là song tu công pháp, không phải quý hoa bảo điện. Len Ken. Hệ thống máy móc nói, trí năng tu chân hệ thống tận tụy vì ngài phục vụ, một khóa hủy trị, tu luyện không lo, tròn ngài phi thăng chi mộng. Chờ mong ngài chia sẻ tu luyện đánh giá, hai lòng mời cho năm sao khen ngợi. Bùi lăng thổ huyết, cút. Ngươi mẹ nó cho lão tử lập tức lập tức hiện tại cút ba. Hắn chửi ầm lên, lão tử ba thiểu năng hệ thống 4. Còn muốn năm sao khen ngợi. Ngươi mẹ nó ba ba. Hệ thống 3. Lão tử 43. Lão tử cho ngươi một sao kém cỏi đều ngại nhiều ba. Nói, hắn không chậm trễ chút nào trở tay cho cái năm sao khen ngợi. Lên keng. Có thể là bởi vì cho khen ngợi nguyên nhân, hệ thống không giống với hai lần trước cầm tới một sao kém cỏi sau trầm mặc lần nữa phát ra thanh âm nhắc nhở tạ ơn túc chủ dụng tâm đánh giá ngay sau đó đáng sợ một màn lại xong nhược kết xuất hiện hệ thống len keng kiểm tra đến túc chủ cho năm sao khen ngợi hệ thống đem miễn phí đưa tặng một viên dưỡng nguyên đan bùi lăng tà cam tâm niệm chưa chuyển hệ thống đã cấp tốc tiếp thủ hắn thân thể nhanh chân hướng phía trước đi đến từ dưới đất lệ tiên tử bị xé nát trong váy áo lật ra một cái huyền đáy ngân văn hầu bao mở ra về sau lấy ra một cái bình ngọc quả quyết đổ ra bên trong duy nhất một viên đan dược xiết trong tay về sau đem hầu bao tùy ý quăng ra len keng giữa nguyên đan đưa tặng hoàn tất cảm tạ túc chủ sử dụng trí năng tu luyện hệ thống một khóa hủy trị tu luyện không lo tròn ngài phi thăng chi mộng bùi lăng trợn mắt hốc mồm ngủ xong tương lai thánh nữ về sau lại trộm tương lai thánh nữ đồ vật ban thưởng lão từ ba đây là cỡ nào ngọa tạo cặn bã hệ thống mới làm ra được sự tình ba. Hắn tranh thủ thời gian thừa dịp lệ tiên tử còn chưa có đi ra, từ dưới đất nhặt lên cái kia huyền đáy ngân văn hầu bao, muốn đem dưỡng nguyên đan trả lại. Nhưng ngay tại hắn vừa mới mở ra hầu bao, chưa lấy ra trong đó bình ngọc thời điểm, phòng trong tiếng nước bỗng nhiên ngừng lại. Bùi lăng một cái giật mình, theo bản năng đem hầu bao khép lại, một thanh nhét vào mấy khối phá toái dưới quần áo. Sau một khắc, chỉ thấy tóc dài hơi ướt đổi một thân kiểu dáng hơi có khác biệt màu đen váy xa lệ tiên tử nhanh nhẹn mà ra nàng mặt lạnh lấy không thấy bùi lăng mà là thẳng đến vừa mới bị xé nát váy xăm chỗ bắt đầu tìm kiếm lấy cái gì bùi lăng lệ tiên tử rất mau tìm đến bị hắn giấu đi hầu bao mở ra về sau xuất ra bên trong bình ngọc khẽ đảo lại cái gì cũng không có cái này khiến nàng tú mỹ tuyệt luân khuôn mặt thoảng qua hiện lên một vòng ngạc nhiên nhìn chằm chằm bình ngọc lâm vào trầm tư mắt thấy đây hết thể bùi lăng nín hơi ngưng thần hai mắt chạy không, tư duy đều nhanh dừng lại. Duy nhất một viên dưỡng nguyên đan, như cũ duy trì hệ thống trả lại quyền khống chế thân thể lúc vị trí, bị chăm chú nắm ở hắn lòng bàn tay. Vạn hạnh lúc này dưới mái hiên trung gió bỗng nhiên không gió mà bay, phát ra vài tiếng giòn vang. Bùi lăng chỉ cảm thấy trong đầu một trận tròn váng, hãi nhiên sau khi, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, ép buộc mình tỉnh táo lại. Mà lệ tiên tử đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, trong mắt nổi lên nhàn nhạt sắc khí. Sư tỷ. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân trận la bùi hồng niên lực lượng không đủ thử dò xét nói xin hỏi sư tỷ tiếp xuống cần phải tại tệ phủ ở ít ngày nữa chính sư huynh đã đuổi theo ra ngoài thành mấy chục dặm lại từ đầu đến cuối không phát hiện hắn nói còn chưa dứt lời liền bị lệ tiên tử lạnh giọng đánh gãy trịnh kinh sơn hồi sư tỷ lời nói ta tại bùi hồng niên trong nháy mắt không có thanh âm ngắn ngủi lặng im về sau trịnh kinh sơn thanh âm tại bùi hồng niên về sau thận trọng vang lên sư tỷ ngô đình hy mặc dù trốn vào nguyên mộ sơn thời điểm liền đã trọng thương mang theo nhưng dù sao cũng là la trưởng lão đệ tử bùi lăng bất quá chỉ là luyện khí ba tầng lại có thể đoạt tại tất cả mọi người trước đó tìm tới lại đánh giết hắn còn cầm đi công pháp ngọc giản chỉ sợ không đơn giản ta nghĩ đến trên người người này nói không chừng có bí mật gì cho nên tự mình tiến đến đuổi bắt hắn cũng không chỉ là vì cho hả giận một mực không đợi được lệ tiên tử trả lời chính kinh sơn ngự khí càng phát thấp hỏng, cho nên xin hỏi sư tỷ có thể hay không cho ta ba ngày thời gian đem hắn tìm ra nghiền xương thành cho đùi lăng không dám lên tiếng nhìn trộm nhìn lệ tiên tử lệ tiên tử mặt không biểu tình bỗng nhiên bấm tay một điểm đem tinh xá cửa lớn chấn khai chậm rãi đi ra ngoài bên ngoài trịnh kinh sơn nguyên bản buộc đùi hồng niên tới dò đường lại bị lệ tiên tử nói toạc ra đang sợ hãi gặp sư tỷ đi ra chút thư giãn còn tưởng rằng sư tỷ dự định hỏi đến chi tiết thế là bước nhanh về phía trước đang chờ mở miệng lại kinh ngạc nhìn thấy trong môn thình lình đứng đấy thần sắc trần chờ bùi lăng khá lắm bùi lăng ngươi vậy mà dám can đảm đến quấy giày sư tỷ chính kinh sơn giật nảy cả mình vội vàng hướng lệ tiên tử nói sư tỷ thế nhưng là người này xảo ngôn lệnh xác lời còn chưa dứt đã thấy lệ tiên tử bỗng nhiên giơ tay trung điệp một bạt thai tát tại trên mặt hắn nàng mặc dù trọng thương chưa lành một tát này lại đem trịnh kinh sơn đánh cho bay ngược mà ra không hề có lực hoàn thủ nện ở tường viện bên trên thuận nước ra bức tường trượt xuống tại hoa há mồm phun ra hai viên răng, không lo được sưng lên thật cao hai gò má hãy nhiên nhìn về phía lệ tiên tử thần xác hốt hoảng mà mờ mịt bên cạnh bùi hồng niên nguyên bản cũng mười phần kinh ngạc bùi lăng tại sao lại ở chỗ này giờ phút này lại nào dám lên tiếng thậm chí từ bùi lăng góc độ nhìn lại vị này bùi thị tông tử thế hệ tuổi trẻ công nhận xuất sắc nhất thiếu niên thiên tài hai cố run run như muốn đi trước lệ tiên tử không để ý bọn hắn lại không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc mặc ngọc thuyền nhỏ bắt phát quyết thuyền nhỏ lớn lên theo gió trong nháy mắt hóa thành một chiếc ba tầng cao lâu thuyền lơ lửng giữa không trung độc lâu chung gió không cần lệ tiên tử động tác chủ động lấp loay xuống phát ra một trận êm thai nhẹ vang lên bùi lăng một cái hoảng hốt chỉ thấy nó đã treo ở lâu thuyền đấu sừng dưới lệ tiên tử đi đầu đi lên phẩy tay háo một cái lạnh giọng phân phó hồi tông bùi lăng dài thở phào chính hy vọng người đều đi mình tốt đem dưỡng nguyên đan giấu đi ai biết bùi hồng niên vịn một quẹ một quẹ trịnh kinh sơn cũng tới đi về sau lâu thuyền lại không nhúc nhích tí nào. Ngay tại bùi lăng buồn bực thời khắc, đã thấy trịnh Kinh Sơn cũng giật mình, chợt quay đầu nhìn về hắn quát lớn, đồ hôn trướng. Còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng cút đi lên. Chương 12, có ít người nhìn cũng đúng. Chương 12, có ít người nhìn cũng đúng. Sau một lúc lâu, Mạc Ngọc Lâu thuyền hóa thành một đạo độn quang bay ra lộc tuyển thành. Ở cái thế giới này lần đầu cảm thụ phi hành bùi lăng, lại không có chút nào thưởng thức bốn phía phong cảnh tâm tình, mà là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng trên bong thuyền cố gắng để cho mình lộ ra càng cầu một điểm lệ tiên tử tại ra khỏi thành chức đã phất tay háo và khoang còn lại ba người hai mặt nhìn nhau một lát chính kinh sơn trên trán hiện lên một vòng sát khí trầm dọn quát ai cho ngươi là gan dám xông vào ta chỗ ở bùi lăng vắt hết óc nghĩ lý do mẹ nó ta cũng không muốn ngươi tin không chính kinh sơn gặp hắn không đáp trong mắt hung quang lấp lóe nếu là nửa ngày trước hắn liền hỏi cũng sẽ không hỏi trực tiếp liền một trường đi qua nhưng bùi lăng dù sao cũng là sư tỷ mang lên thuyền nhưng lại không biết sư tỷ đối hắn có tính toán gì không hắn tâm niệm đi lòng vòng bỗng nhiên ý thức được một chuyện bỗng nhiên nói diễm cốt la sát đổ tiêu ký vì sao tản là sư tỷ ra tay bùi lăng nghe vậy khẽ giật mình lúc này mới phát hiện mình tu vi thỉnh lình lại tăng lên một tầng bây giờ đã là luyện khí bốn tầng hắn lấy lại bình tĩnh đang muốn mở miệng bùi hồng niên lại trước lên tiếng kinh hô luyện khí bốn tầng Trịnh Kinh Sơn không biết Bùi Lăng nội tình, nhưng Bùi Hồng Niên làm Bùi thị tông tử, lại thở nhỏ bị đưa vào Trọng Minh tông ngoại môn, mỗi khi gặp về nhà đều có chỉ điểm cùng thế hệ trách nhiệm, làm sao không biết, hắn trước đó vài ngày hồi phủ lúc, Bùi Lăng vẹn vẹn luyện khí tầng 2. Tính toán thời gian, cái này quá khứ vẫn chưa tới một tháng, vị này tộc đệ vậy mà vô thanh vô tức liên tục tăng lên hai tầng. Ừm. Trịnh Kinh Sơn nghe Bùi Hồng Niên nói trải qua, lập tức nghĩ tới điều gì, hỏa tốc kiểm tra một chút vật tùy thân, chợt biến sắc, thối cốt đan thiếu đi mười khỏa, thối cốt đan làm đoán cốt quyết phối hợp đan dược, lẽ thường lần tiếp theo nhiều lắm là phục dụng một viên, bây giờ lập tức thiếu đi mười khỏa, cái này mang ý nghĩa, bùi lăng khả năng không phải chui vào hắn phòng tu luyện một lần, mà là chỉ ít mười lần. bùi hồng niên chỉ là dưới tay hắn một con chó, không, là toàn bộ bùi da ở trước mặt hắn đều là chó đồng dạng đồ vật, mà bùi lăng tại bùi da không chút nào thu hút, ngay cả bích ngô viện cũng không có tư cách tới gần. kết quả tiểu tử này mặt ngoài không đúng tự mình tự tiện xông vào hắn chỗ ở, trộm hắn đang ăn dược, trong phòng của hắn tu luyện, còn ngay trước mặt diễm cốt la sát đổ. Không phải lần một lần hai, là mười lần. Giờ khắc này, chính Kinh Sơn cùng đã chết trước đồng môn Ngô Đình Hy Tâm Hữu Linh Tê, hiện tại hoang dại tu sĩ đã đến là chỉ là mười khỏa thối cốt đan liền muốn đánh bạc tính mệnh trình độ. Vẫn là bọn hắn những này đại tông đệ tử mỗi ngày đợi tại bên trong tông môn, an nhàn quá lâu, vậy mà dần dần đã mất đi đại đạo tranh phong, không tiến tắc thôi giác nộ mà không biết. Trong lòng hắn nghiêm nghị sau khi, đối bùi lăng ngược lại là có chút đổi mới. Rốt cuộc nhược nhục cường thực tư tưởng quán thâu phía dưới, bùi lăng cử động lần này mặc dù theo trịnh kinh sơn là được không bù mất, chỉ là từ chỉ là luyện khí tầng 2 đến luyện khí 4 tầng tu vi, căn bản không đáng lấy mạng đi bác, nhưng loại này không từ thủ đoạn truy cầu thực lực cách làm, lại không bàn mà hợp đại đạo chân ý. Dũng khí hơn người, tuổi không lớn lắm, đối tộc nhân hung ác đối với mình cũng hung ác, xuất thân lại hàn vi, thu mua chi phí thấp. Trịnh Kinh Sơn tâm niệm thay đổi thật nhanh, không, đơn thuần như thế, chỉ sợ còn chưa đủ lấy nhập sư tỷ mắt. Hắn cái này sư tỷ thế nhưng là trọng minh tông chân truyền, chuẩn thánh nữ tồn tại, cái này bùi lăng theo Trịnh Kinh Sơn mặc dù đã tinh cái khả tạo chi tài, nhưng lệ tiên tử tầm mắt, như thế nào hắn có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Trịnh Kinh Sơn thu liễm lại sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm bùi lăng, trở tay từ chữ vật trong túi lấy ra một thanh cốt đao. Kia cốt đao điều ước dài hạn bốn thước, toàn thân trắng như tuyết, chỉ ở ở giữa có một nói phảng phất trường ngưng kết huyết tuyến tiên diễm bất ác trôi đao cấp khắc một bức mặt xanh nanh vàng ác quỷ đồ làm phệ nhân hình vừa mới xuất hiện liền nghe được một trận mơ hồ tiếng quỷ khóc sói chu quỷ dị vô cùng bùi lăng thấy thế không khỏi cảnh giác đã thấy trịnh kinh sơn không ý định động thủ ngược lại đảo ngược trôi đao chỉ dùng hai chỉ nắm mũi đao chậm rãi nói lần này truy nã ngô đình hy các ngươi xuất lực không ít mặc dù năm mươi khỏa thối cốt đan đã ban thường đi nhưng hai người các ngươi nhưng đến nay không thu hoạch được gì thánh tông luôn luôn thưởng phạt phân minh như vậy đi ta chỉ dùng hai thành lực các ngươi lần lượt đi lên ai có thể đem đao từ ta giữa ngón tay rút đi trôi này hiếm sinh đao liền thưởng cho ai đa tạ trịnh sư huynh bùi hồng niên trước đó một mực không chú ý bùi lăng vừa mới lưu ý hạ mới phát hiện cái này tộc đệ bây giờ lại cùng mình tu vi đồng dạng trong lòng lại ao ước lại ghen chính tâm tình phức tạp nghe vậy không khỏi vui mừng quá đỗi sư huynh khẳng khái hào sảng sư đệ khắc sâu trong lòng ngũ tạng Hắn không chút nghĩ ngợi dẫn đầu đi ra phía trước, hai tay nắm ở chuôi đao, dùng lực kéo một cái. Yếm sinh đao không nhúc nhích tí nào. Bùi hồng niên thần sắc ngưng trọng lên, thở sâu, toàn thân khí huyết lưu chuyển, luyện khí bốn tầng tu vi bị toàn bộ điều động, lần nữa toàn lực ứng phó níu lại chuôi đao. Vẫn là không nhúc nhích. Liên tiếp mấy lần, trình kinh sơn đầu ngón tay đều chưa từng lay động một chút, bùi hồng niên đã xấu hổ, lại không cam lòng, còn muốn thử một lần nữa, trình kinh sơn lại không kiên nhẫn được nữa, thôi, ngươi thực lực không đủ, đi xuống đi nói xong hắn nhìn về phía bùi lăng bùi lăng mặc dù không biết vì cái gì trịnh kinh sơn bỗng nhiên dàn xếp ổn thỏa còn xuất ra hiếm sinh đao tới làm làm ban thưởng nhưng loại thời điểm này nào có hắn cự tuyệt chỗ trống nhưng mà đang muốn tiến lên đột nhiên một cái giật mình cánh tay trái trước đó chúng ngô đình hy ngũ độc chỉ tổn thương có thể thấy được xương cốt mặc dù độc đã giải song tu về sau cũng đã khá nhiều nhưng chưa khỏi hẳn tay phải ngược lại là không bị tổn thương vấn đề là tay phải hắn trong lòng bàn tay gắt gao nắm chặt viên kia mới vừa từ lệ tiên tử chỗ trộm dưỡng nguyên đan làm sao bây giờ trịnh kinh sơn gặp hắn trần trờ sát mặt hơi trầm xuống cái này bùi lăng trước đó phụng ra chủ chi mệnh hướng bùi phủ chính đường nghe theo hắn điều khiển lúc còn biết vâng lời một phái kính cần nghe theo dưới mắt dám do dự hẳn là tự nhận là được sư tỷ coi trọng cố ý làm bộ làm tịch nếu là như vậy kẻ này không gì hơn cái này lớn mật bùi lăng bùi hồng niên chính thất lạc thấy thế nhãn châu xoay động bỗng nhiên quát trịnh sư huynh ban thưởng vậy mà chậm chạp không tiến chẳng lẽ lại ngươi nhìn không lên trôi này hiếm sinh đao mẹ nó tu chân thế giới chơi mẹ nó cung tâm kế lão tử nhớ kỹ ngươi còn có hệ thống cái này là kê lão tử liền không nên cho cái này thiểu năng năm sao khen ngợi ba bùi lăng trong lòng thầm mắng hệ thống đưa tặng dưỡng nguyên đan lai lịch quá mẹ nó ngạt thở trong lúc này chỉ có thể kiên trì đưa tay trái ra chụp vào hiếm sinh đao vào thời khắc này Bốn phía kia sáng bỗng nhiên ảm đạm đi. Bùi Lăng khẽ giật mình, cấp tốc đưa mắt nhìn quanh, lại không thấy đến sắc trời bị che đậy, đang hồng nghi, lại phát hiện, bong tàu trên bỗng nhiên bước lên hắc vụ nhàn nhạt. nhạt. Kia hắc vụ xuất hiện đột ngột, tràn ngập cực nhanh, rất nhanh kéo lên đến ba người bên Hồng, chợt mà đến, là một cỗ phảng phất trực kích hồn phách Hàn Ý. Đến mức Bùi Lăng cùng Bùi Hồng niên kiệt lực nhẫn mại cũng không nhịn được răng run lên. Ngay tại hai huynh đệ hãi nhiên thời khắc, hắc vụ một trận sóng cả mãnh liệt, phảng phất nhận lấy triệu tập đồng dạng đi theo cấp tốc tuân hướng ba người cách đó không xa hình thành một đạo cao mười mấy trượng màu mực xương mù trụ khí thế như rồng sau một khắc xương ngủ trụ ẩm vang đổ sụp hai tên hơi mở cùng trang nữ tử trong nháy mắt xuất hiện bên trái nữ tử tóc mây cao búi tóc mang một đỉnh tán hoa dung mạo tú mỹ sắc mặt trắng bệnh phía bên phải nhìn lại bất quá 15-16 tuổi bộ dáng thanh nhã nghiên lệ song xoắn ốc búi tóc chuỗi ngọc vòng mấy cái màu u lam hồ điệp quanh quần nhẹ nhàng cánh bướm nhẹ chấn thời khắc, một chút màu lam nhạt quang phấn nhanh nhẹn vẩy xuống. Hai nữ đều váy dài bắt mang, váy áo giống như, chỉ rủ xuống đến dưới gối bộ phận lại quy về xương mù màu đen, toàn bộ lơ lửng bong tàu phía trên. Song song nghiêng đầu trông lại, nhưng gặp trong mắt không có con người, chỉ một mảnh thâm thúy màu mực, nhìn lại phá lệ quỷ dị. Sư tỷ u hồn thị nữ. Trình Kinh Sơn con người co rụt lại, theo bản năng bộc lộ mấy phần vẻ kiêng rẻ, vuốt cầm nói, hiểu nghe cô nương cùng với vụ liễu cô nương cùng nhau đến đây, thế nhưng là sư tỷ có dặn dò gì chủ nhân có lệnh mệnh các ngươi riêng phần mình nhập khoang thuyền nghỉ ngơi bên trái nữ tử từ tốn nói có gì cần lay động trong phòng linh đang là đủ trịnh kinh sơn vội hỏi sư tỷ nàng phía bên phải nữ tử che miệng cười khẽ mực trong mắt hình như có lam mang loại lên cũng không thèm nhìn hắn một cái ôn Nhu thì thầm nói chủ nhân còn nói đến tông môn trước đó không có tương đối lớn sự tình bất kỳ người nào không được với tầng cao nhất quấy giày đâu gặp trịnh kinh sơn trong nháy mắt cấm âm thanh nàng lúc này mới hài lòng quét mắt ba người hiếu kỳ nói các ngươi đang làm cái gì hồi vụ liễu cô nương lời nói trịnh sư huynh tại khảo giáo chúng ta bùi hồng niên đủ rũ túi đầu giải thích một phen trải qua sau khi nghe xong hai nữ nhìn nhau hiểu nghe hứng thú nói như vậy ngươi đã thất bại bây giờ chỉ có thể nhìn ngươi cái này tộc đệ bùi hồng niên cười ngượng ngùng vâng hiểu nghe ngay vậy giống như cười mà không phải cười nhìn về phía bùi lăng được à các ngươi tiếp tục, chúng ta nhìn cái náo nhiệt. Bùi Lăng bị cặp kia thâm thúy mực mắt thấy lông tóc dựng đứng, vội vàng đem đầu thấp, mồ hôi lạnh trên trán lập tức dỉ ra, tay phải hắn còn nắm chặt viên kia đối phương chủ nhân mất đi dưỡng nguyên đàn. Chương 13, Huyền cốt Lăng Lâm Chu. Chương 13, Huyền cốt Lăng Lâm Chu. Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo lại, hai cái này nữ quỷ muốn nhìn náo nhiệt, có lẽ náo nhiệt sau khi xem xong, liền sẽ không chú ý mình. Nghĩ như vậy, hắn lúc này quyết định, tùy tiện ý tứ một chút liền nhận thua rốt cuộc kiếm sinh đao cho dù tốt cũng không cái mạng nhỏ của mình trọng yếu lại nói bùi hồng niên tại luyện khí bốn tầng có phần đã nhiều ngày vừa rồi sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể dung chuyển yếm sinh đao mảy may hiển nhiên trúc cơ trung kỳ hai thành lực đối bọn hắn trước mắt tu vi tới nói cũng là cách biệt một trời hắn cái này mới vừa vào luyện khí bốn tầng làm gì hưởng phí sức lực thế là bùi lăng đưa tay trái ra bắt lấy yếm sinh đao trôi đao làm ra vận kình chi thế thấy thế trịnh kinh sơn lập tức nhữ mày lại tuy nói hắn cầm cái này hiếm sinh đao làm chú chỉ là vì thăm dò đùi lăng thực lực cũng không phải là thực tình đem nó ban thưởng ra ngoài nhưng đối phương tu vi bất quá mới vào luyện khí bốn tầng dưới tình huống bình thường toàn lực ứng phó cũng không thể đem hiếm sinh đao từ hắn giữa ngón tay rút ra chớ nói chi là một tay vẫn là thụ thương tay trái nhưng mà tâm niệm chưa tuyệt trôi đao chỗ đông nhiên chuyển đến một cỗ viễn siêu dự liệu lực đạo hiếm sinh đao thân đao đông nhiên hướng đùi lăng có chút rời một cái kém chút liền bị trực tiếp rút đi Trịnh Kinh Sơn lập tức giật mình, nhìn Bùi Lăng ánh mắt đều có chút thay đổi. Một tay, vẫn là thụ thương một tay, lực lượng thình lình liền viễn siêu đồng dạng luyện khí 4 tầng, lại luyện khí 4 tầng đã lâu Bùi Hồng Nghiên. Không, bình thường luyện khí 4 tầng tu sĩ, không có khả năng có khí lực lớn như vậy. Thì ra là thế, khó trách tiểu tử này sẽ đạt được sư tỷ coi trọng. Hắn trong lòng kinh nghi không chừng, lại không chậm trễ chút nào tăng lớn kinh lực, một lần nữa đem yếm sinh đao kẹp lấy. Không phải Trịnh Kinh Sơn không chơi nổi, lo lắng làm giả hóa thật đem yếm sinh đao coi là thật ban thưởng ra ngoài mà là bùi lăng bây giờ chỉ dùng một con thụ thương tay trái rút đao muốn liền phải tay vậy hắn đường đường trọng mình tông nội môn mạch chủ mặt mũi để nơi nào bùi lăng không biết nội tình hắn bất động thanh sắc liếc mắt mình tay háo trái bởi vì lấy vừa mới khép lại vết thương băng liệt máu nhu ướt ống tay háo nhìn lại nhìn thấy mà giật mình mà yếm sinh đao chỉ hơi ra hơi hảo về sau liền tựa như bàn thạch không nhúc nhích tí nào ý tứ đến không sai biệt lắm nghĩ đến đây hắn cố nhịn đau đớn vội vàng miệng lớn thở dốc mấy lần lấy đó kiệt lực đi theo lui ra phía sau hai bước quỳ mọp xuống đất chính tiên sư công pháp thông huyền huynh đệ tại hạ đều theo không kịp trôi này hiếm sinh đau tuyệt không phải huynh đệ chúng ta chỗ phối chấp trưởng còn xin trịnh tiên sư thu hồi trịnh kinh sơn nghe vậy sắc mặt hơi chậm đang chờ mở miệng ai biết trước đó còn dành sưng mình chỉ là xem náo nhiệt hiểu nghe đống nhiên thở dài nói huyền cốt lăng âm chu trên chỉ có thể có một cái phế vật bùi hồng niên đã chiếm cái này danh lệch vị công tử này ngươi phải làm sao đâu bùi lăng nghe vậy trong lòng trầm xuống quả nhiên nữ quỷ này nói theo không bằng liền để ta đem ngươi cái này thân ra tỉ mị lột cho chủ nhân trong phòng cũ chụp đèn đổi một cái mới cũng coi là xây cũ lợi phế đi ngoa tạo ngươi ác độc như vậy chủ nhân nhà ngươi biết sao chủ nhân nhà ngươi đều không nhúc nhích lao tử bùi lăng hít sâu siết chặt trong tay giữa nguyên đàn cảm thụ được hiểu nghe không che giấu chút nào ác ý chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắn bất quá mới vào luyện khí 4 tầng, luận thực lực, bản thân cảm giác so Bùi Hồng Niên còn muốn hơi kém một chút. Vừa mới Bùi Hồng Niên sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể đem yếm sinh đao rút ra, coi như hắn toàn lực ứng phó, lại làm sao có thể cải biến kết quả. Nữ quỷ này căn bản chính là có chủ tâm lấy mạng của hắn. Bùi Lăng kinh hãi vạn phần, chợt quyết tâm, khí huyết vận chuyển, dự bị liều chết đánh cược một lần. Kia vụ liễu cô nương bỗng nhiên kiểu kiểu mềm mềm mở miệng, "Tỷ tỷ đừng như vậy, bùi lăng công tử trước đó rốt cuộc một mực tại lộc tuyển thành loại kia hoang vắng chi địa tầm mắt thực lực sao có thể cùng thánh tông đệ tử tương đối trịnh kinh sơn lại là trúc cơ trung kỳ dù là chỉ dùng hai chỉ chỉ dùng hai thành lực cũng quá khó xử bùi lăng công tử theo ý ta không bằng để trịnh kinh sơn lại thu liễm lại liền dùng một thành rưỡi tu vi khảo giáo a hiểu nghe liếc nàng một cái gặp vụ liệu hướng mình ngòn ngọt, ngọt cười tâm niệm vừa động nói theo ngươi chính là nghe vậy bùi lăng không khỏi cảm kích nhìn về phía vụ liêu tạ vụ liêu cô nương mặc dù hắn lo lắng trịnh kinh sơn coi như chỉ dùng một thành rưỡi tu vi mình cũng chưa chắc có thể rút ra nhưng nói thế nào thiếu đi nửa thành công lực luôn luôn cho hắn nhiều hơn mấy phần sống sót hy vọng trong chốc lát vụ liêu sắc mặt trắng bệnh trong mắt hắn đều để lộ ra mấy phần dễ thân tới không cần cám ơn nha vụ liêu có chút nghiêng đầu hướng hắn hưu hảo cười bùi lăng công tử cố lên a à, không phải ngươi cũng chỉ có thể cho hiểu nghe tỉ tỉ làm chụp đèn nữa nha vâng bùi lăng bụng trộm mắt nhìn hiểu nghe gặp nữ quỷ này đang dùng ánh mắt lạnh như băng từ trên xuống dưới đánh giá mình phảng phất tại cân nhắc từ chỗ nào ra tay lột ra phù hợp ra đầu tê dại một hồi vội vàng lấy lại bình tĩnh cấp tốc suy tư dưỡng nguyên đan nên xử trí như thế nào vu liễu không nói đến hiểu nghe rõ ràng đã đối với hắn không có hảo ý nếu là lại phát hiện nàng chủ nhân dưỡng nguyên đan hậu quả không hỏi có biết nguy cấp thời khắc bùi lăng cái khó lo cái khôn, bỗng nhiên tháo ra vật áo, lưu loát đem áo ngoài cởi, thuận thế bao lấy giữa nguyên đan, hướng cách đó không xa bong tàu trên quang ra. Làm xong lần này cử động về sau, hắn chịu đựng kịch liệt nhịp tim, dùng khỏe mắt quan sát bốn phía, gặp không ai để ý tới hắn ném trên bong thuyền áo ngoài, lúc này mới ám thở phào, cực tự nhiên tiếp lấy hoạt động một phen khí huyết, không để ý cánh tay trái máu tươi còn tại chảy xuôi, tiến lên hai tay nắm ở trôi đao, nín hơi ngưng thần. Trình Kinh Sơn ánh mắt lấp lóe hắn đương nhiên không có khả năng thật tin vào vụ liễu lời nói chỉ dùng một thành rưỡi công lực thậm chí liền hắn đoán chừng trước mắt sử dụng ba thành công lực tại bùi lăng không để lại dư lực tình huống dưới có thể hay không bảo vệ hiếm sinh đao đều là cái vấn đề hắn đang suy nghĩ hiểu nghe cùng vụ liễu đến cùng là hai cái này ưu hồn thị nữ tự tác chủ trương vẫn là ý của sư tỷ nếu như là ý của sư tỷ vậy hắn kế tiếp là lặng lẽ tăng lớn độ khó đâu vẫn là mặc cho bùi lăng qua quan đang suy nghĩ muốn hay không điều chỉnh đến bốn thành tu vi tham dò một chút cực hạn của tiểu tử này thình lình thoáng nhìn hiểu nghe vụ liêu đều là khỏe miệng hơi gớp mực mắt nhìn trừng trừng lấy hắn hắn trong lòng giật mình lập tức bỏ đi tiếp tục làm tay chân ý nghĩ vào thời khắc này bùi lăng lực sâu của sống khí huyết vận chuyển hết tốc lực đột nhiên hướng về sau vừa gậy hiếm sinh đao chỉ hơi ngưng trệ dưới liền bị từ trịnh kinh sơn giữa ngón tay rút ra bùi lang hướng về sau lảo đảo hai bước mới đứng vững thần xác liền giật mình dễ dàng như vậy. Hắn trong chốc lát có chút phản ứng không kịp, rốt cuộc vừa mới bùi hồng niên dốc hết sức bình sinh, lại giống như kiến càng lay cây. Dù là trải qua vụ liễu giảng hòa, trịnh kinh sơn thấp xuống điểm độ khó, hắn cũng là làm xong liên tục nếm thử, một chút xíu đem yếm sinh đao rút ra chuẩn bị tâm tư. Vậy mà thoáng cái liền thành công rồi. Bùi lăng cầm đao nơi tay, mờ mịt một cái trước mắt, liền hướng trịnh kinh sơn nhìn lại. Đã thấy trịnh kinh sơn sắc mặt phức tạp, nhìn mình trong tay yếm sinh đao ánh mắt xen lẫn mấy phần không bỏ, chú ý tới bùi lăng ánh mắt lại lập tức thu liêm thần xác nhặt vừa nói nói trôi này hiếm sinh đao là ta ở ngoại môn lúc sử dụng binh khí đã bây giờ đến trong tay ngươi nhưng nhìn ngươi anh dung tinh tiến chớ có bôi nhỏ nó đã từng tên tuổi đúng bùi lăng liền vội vàng hành lễ tạ tiên sư ban thưởng tại hạ nhất định sẽ không cô phụ tiên sư kỳ vọng chính kinh sơn tán thành cũng không thể để hắn hoàn toàn yên tâm bùi lăng tiếp theo chuyển hướng hiểu nghe vụ liêu hai vị ưu hồn thị nữ đã thấy hiểu nghe hướng mình cười một tiếng che miệng nói, được rồi, đều vào khoang nghỉ ngơi a giản xếp các người, chúng ta còn muốn đi hầu hạ chủ nhân đâu. Nhìn đến một cửa ải này là qua. Bùi lăng ám xoa một vệt mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn hiểu nghe dẫn trịnh kinh sơn cùng bùi hồng niên dẫn đầu nhập khoang thuyền, vội vàng chạy tới đem áo ngoài nhặt lên, lặng lẽ nhéo một cái, xác nhận dưỡng nguyên đan còn tại bên trong, lúc này mới chút thư giãn, thành thành thật thật đuổi theo. Bước vào trong khoang thuyền, đầu tiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Vạn hạnh loại này rét lạnh mặc dù cùng hai vị ưu hồn thị nữ xuất hiện lúc tương tự, vẫn còn tại trong giới hạn chịu đựng. Lọt vào trong tầm mắt là một đầu mờ tối đường hành lang, cuối cùng đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Hai bên trên vách khoang, cách môi mấy bước điểm một chiếc màu u lam đen đuốc, chẳng những không có xua tan hắc cá mang tới khó chịu, ngược lại bằng thêm quỷ dị không khí. Đi vào trong ước chừng mấy trượng, hai bên bắt đầu xuất hiện môn hộ. Những cái kia cửa toàn thân hiện ra một loại vết máu ngưng kết về sau màu đỏ sậm, phía trên vẽ lấy rất nhiều phụ lục phảng phất phong ấn cái gì có mấy cái môn hộ khả năng nghe được gian ngoài tiếng bước chân bên trong truyền đến trầm muộn thùng thùng âm thanh lực đạo chi lớn cơ hồ lúc nào cũng có thể phá cửa mà ra còn có mấy cánh cửa chính kinh sơn cùng bùi hồng niên trải qua lúc thường thường không có gì lạ nhưng mà đến phiên bùi lăng lúc trên cửa bỗng nhiên mở ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn thậm chí giống như diễm cốt la sắt đổ, rũ ra mấy đầu huyết sắc dây leo Y đổ cuốn lên bùi lăng, đem nó kéo vào phía sau cửa, lùi ra. Thời khắc mấu chốt vẫn là vụ liêu quát khẽ một tiếng, những cái kia dây leo mới không cam lòng huy vũ mấy lần, yên lặng rụt về lại. Nửa ngày, làm vụ liêu là bùi lăng đẩy ra một cái cửa khoang, lộ ra đơn giản bảy biện rộng rãi trong phòng về sau. Bùi lăng chỉ cảm thấy phía sau lưng quần áo đều đã ướt đẫm. Hắn đi vào, xoay người, thành tâm thành ý nói tạ, đa tạ vụ Liễu cô nương. Không sao đâu vụ liêu đen nhánh con ngươi nhìn trừng trừng lấy hắn nhưng không có quay người rời đi ý tứ mà là ôn nhu nói bùi lăng công tử ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao bùi lăng không rõ ràng cho lắm cẩn thận nói cô nương ngợi nói tại hạ nhất định biết gì nói nấy vụ liêu mỉm cười gật đầu đột nhiên di động đến trước mặt hắn khoảng cách chi gần cơ hồ dán vào hắn trên chóp núi đen nhánh con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú bùi lăng băng hàn đến cực điểm đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tại hắn trên gáy bật hơi như sương bùi lăng công tử trên người ngươi vì sao lại có chủ nhân ngủi bùi lăng con ngươi bỗng nhiên co vào trong nháy mắt lông tóc dựng đứng cùng lúc đó khoang bên trong bỗng nhiên dâng lên một tầng hát vụ phảng phất như nước mây đem hắn vây lại rét lạnh đập vào mặt chương mười bốn ta có thể chất đặc thù chương mười bốn ta có thể chất đặc thù bùi lăng trong lòng kinh hãi mồ hôi lạnh cơ hồ là trong nháy mắt mãnh liệt mà ra vụ liêu có chút nghiêng đầu tay nhỏ bé lạnh như băng giống như thân mật vuốt ve hai má của hắn một chút xíu hướng lên mà đi ôn nu nói bùi lăng công tử ngươi không phải nói nhất định biết gì nói nơi sao vì cái gì còn không trả lời đâu đang khi nói chuyện nàng đầu ngón tay điểm vào bùi lăng mi tâm hàn khí bốn phía đâm thẳng cốt tủy ngọt ngào nói chẳng lẽ muốn ta giống hiểu nghe tỷ tỷ đồng dạng làm thành chụp đèn rút hồn phách của ngươi luyện thành bốc đèn ngươi mới bằng lòng nói cho ta biết không ta bùi lăng nghĩ giải thích nhưng mà mới miễn cưỡng nói một chữ liền bị áp lực vô hình ép tới khó mà động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vụ liễu đầu ngón tay chậm rãi di động tới từ mi tâm một đường thẳng tắp hướng xuống nữ quỷ này móng tay thật dài toàn thân đen như mực mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt u lam hào quang vô cùng sắc bén mặc dù không có chân chính rơi xuống loại kia sau một khắc liền sẽ đem hắn làn ra cả khối lột bỏ tới cảm giác lại vô cùng chân thực trong lòng hắn rung mạnh lại không cách nào mở miệng vào thời khắc này vụ liễu bỗng nhiên khanh khách một tiếng tiếng nói chuyển mềm đúng rồi ngươi cũng đã biết chủ nhân trước đó vì cái gì không có ngay tại chỗ một trưởng vỗ trên ngươi cái gì bùi lăng nhịp tim đều hụt một nhịp nếu không phải giờ phút này bị giam cầm ở hắn cơ hồ muốn la thất thanh nữ quỷ này biết nàng vậy mà biết tất cả mọi chuyện vậy tại sao trước đó không ra cứu bọn họ chủ nhân vẫn là trước đó huyền cốt lăng âm chu không có thả ra vì vậy bọn họ không cách nào xuất hiện vụ liêu dù bận vận ung dung thưởng thức hắn thần tình hoảng sợ khoe miệng đường còn càng rõ ràng thú vị thật thú vị Trấn kiếp độ hồn linh tâm ma âm Chú, ngay cả la tiểu như thế kết đan kỳ đều khó mà ngăn cản, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí bốn tầng, vậy mà điểm nhiên như không có việc gì. Đừng nói chủ nhân đối ngươi cảm thấy hứng thú, chính là chúng ta mấy cái này bị nhốt trong Trấn kiếp độ hồn linh người đáng thương, đều lên lòng hiếu kỳ. Nàng nói, rồi ngón trống đỡ bùi lăng vào áo, mỉm cười nói, ngươi nói, ngươi đến cùng có bí mật gì. Thân hồn chi vững chắc, vậy mà càng tại la tiểu phía trên. Vụ liêu cô nương. Lúc này, Bùi Lăng cuối cùng có thể nói chuyện, hắn trên mặt tràn đầy sợ hãi, trong đầu lại là linh quang lóe lên, cơm lấy cuống họng, nói lắp bắp, khả năng có thể là tại hạ thể trước, cố gắng có chút đặc thủ. Vụ Liễu Nguyên bản tại hắn trên và táo hứng hở vạch lên đầu ngón tay rừng rừng, ngẩng đầu, "Ồ, tại hạ phụng trịnh tiên sư chi mệnh, nhập Nguyên Mộ Sơn tìm kiếm Ngô Đình Hy lúc, hắn đã từng nói, tại hạ là là cực phẩm thiết cốt, còn hỏi tại hạ là không dùng qua thiên tài địa bảo." Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo lại, nói, nhưng lấy tại hạ xuất thân, lúc trước ngay cả thối cốt đan đều chưa từng dùng qua, lại làm sao có thể tiếp xúc đến cái gì thiên tài địa bảo. Nô Đình Hy cho nên phỏng đoán, tại hạ khả năng thể chất có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là tại hạ sinh trưởng lộc tuyển thành, kiến thức quê mùa, đối với cái này cũng là không hiểu ra sao. Thể chất. Vụ liêu có chút nhíu mày, tự lầm bẩm, thần hồn phá lệ vững chắc, lại giỏi về luyện thể. Thánh Tông ghi lại rất nhiều thể chất đặc thù bên trong. Giống như không có dạng này. Nàng suy nghĩ một hồi, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay nói: Ta đã biết. Nữ quỷ này mực trong mắt, một nháy mắt lam mang tăng vọt, nhìn lại phá lệ quỷ dị. Nàng thâm trầm nói: Một loại không biết thể chất, còn cường đại như thế, như thế đặc thù, thật là đáng giá mang về Thánh Tông xâm nhập nghiên cứu. Không đợi Bùi Lang phản ứng, vụ Liêu đã tựa như như du ngư, thật nhanh vòng quanh hắn dạo qua một vòng, đống nhiên kéo hắn tay háo trái mắt nhìn vết thương, toát ra vẻ thất vọng. Vết thương này khép lại dù nhanh lại so sớm mấy năm thánh tông thu hoạch vạn một hồi xuân thể kém rất nhiều nàng tới hào hứng một bên giật ra bùi lăng vật áo kiểm tra thương thế trên người hắn vừa nói thánh tông lúc ấy vì nghiên cứu cố kia vạn một hồi xuân thể thế nhưng là tốn không ít tâm tư ban đầu chỉ là vạch phá một ít da thịt vân ra gặp người kia trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu liền bắt đầu một bước cuối cùng ngươi yên tâm đi chủ nhân mặc dù không phải vị trưởng lão kia đệ tử nhưng cũng từng theo vị trưởng lão kia học qua mấy tay đạo pháp, ngươi người ra nếu như lột bỏ đến, nhất định cũng phi thường hoàn mỹ. Liên là ngươi cái này khép lại tốc độ quá chậm, chỉ sợ không thể giống vạn một hồi xuân thể người kia đồng dạng. Bùi lăng trên mặt cơ bắp một trận cấp tốc có rúm, hắn nào có cái gì thể chất đặc thù. Duy nhất đặc thù liền là có cái hệ thống, cái gọi là thần hồn cường đại, giỏi về luyện thể, 10 phần 10 đều là học cho, cái này nếu là thật rơi xuống bị xâm nhập nghiên cứu tình cảnh, chiếu vào trọng minh tông cái này âm phụ tông môn thủ đoạn chỉ sợ hắn ngay cả cửa thứ nhất đều nhịn không quá đi mẹ nó cho nên cố gắng nửa ngày kết quả vẫn là phải lệnh hắn ngượng cười nói vụ liêu cô nương nói đúng lắm tại hạ cũng không phải vạn một hồi xuân thể đừng nói bị liên tục mấy chục lần liền là vạch phá một ít da thịt vân ra đều có chút không chịu được nổi không có việc gì ngươi cường hạng hẳn là tại thần hồn vụ liêu vui vẻ nói nói đến thần hồn thánh tông trước đó cũng gặp qua một loại thần hồn đặc biệt cường kiện thể chất vẫn là một đôi song sinh tử trời sinh tâm hữu linh tê một lần kia thậm chí kinh động đến thánh tông một vị bế quan đã lâu thái thượng trưởng lão tự thân xuất mã rút ra hồn phách nàng tiếp xuống thuận miệng nói mấy loại thể chất đặc thù đều không ngoại lệ rơi xuống thánh tông trong tay hạ tràng liền là từ nhục thân đến linh hồn đều được an bài rõ ràng vô cùng thê thảm bùi lăng càng nghe sắc mặt càng tái nhợt ngay tại hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không dứt khoát thừa dịp hiện tại tự sát còn ít thụ điểm tội lúc vụ liêu đông nhiên sầm mặt lại máng nô đình hy cái này đồ hôn trướng biết rõ ngươi thể chất đặc thù chính là cực kỳ chân quý vật liệu lại còn dám dùng ngũ độc chỉ tổn thương ngươi nếu là hắn còn sống ta nhất định phải tự mình đem hồn phách của hắn đặt đế đèn bên trong đốt trên ba trăm năm ba cuối cùng đống nhiên đưa tay hung hăng một trưởng vỗ tại bùi lăng phía sau cổ bùi lăng chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại liền cái gì cũng không biết cũng không biết qua bao lâu hắn mê man tỉnh lại chỉ cảm thấy bắp thịt toàn thân đau nhức vô cùng phảng phất nằm thời gian rất lâu dáng vẻ nhưng mà dò xét bốn phía một cái lại rõ ràng còn tại huyền cốt lăng âm chu trong khoang bùi lăng trong lòng nghi hoặc chật vật dây rủa đứng dậy nhanh chóng kiểm tra xuống phát hiện ngũ độc chỉ tổn thương đã triệt để khỏi hẳn trên người mình y phục đã đổi qua tựa hồ còn tắm rửa một cái để hắn ra đầu tê dại là viên kia dưỡng nguyên đan vậy mà còn rất tốt nhét vào trong ngực chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn suy tư một lát hoạt động ra tay chân đi tới cửa về sau nín hơi ngưng thần nửa ngày gặp trong trong ngoài ngoài đều mười phần yên tĩnh lúc này mới thận trọng mở ra điểm khe cửa quan sát một lát ra ngoài không người bùi lăng rón rén đi ra ngoài gõ sắt vách bùi hồng niên cửa bùi hồng niên rất nhanh đi tới mở cửa nhìn thấy hắn sắc mặt hơi trầm xuống hầu nghi nói nửa tháng này ngươi cũng trong phòng làm cái gì ta làm sao gõ cửa đều không ai ứng ngươi sẽ không phải một mực tại tu luyện. Nửa tháng. Bùi lăng trong lòng giật mình, nói, đã nửa tháng trôi qua rồi. Nhìn đến ngươi thật sự là tu luyện toàn vẹn vong ngã, quên thời gian. Bùi hồng niên lại ao ước lại ghen, nhìn chung quanh không người, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ngươi từ trịnh sư huynh kia trộm thối cốt đan còn lại nhiều ít. Bùi lăng vô tâm để ý tới lời này, vội vàng hỏi, còn bao lâu đến trọng minh tông? Lập tức liền có thể vào núi cửa. Bùi hồng niên thuận miệng nói, ngươi thối cốt đan có thừa bán cho ta mấy khỏa như thế nào tất cả mọi người là đồng tộc huynh đệ nói còn chưa dứt lời bùi lăng xoay người rời đi chào hỏi cũng không đánh một cái hắn còn nhớ rõ hôn mê trước đó vụ liêu nói lời dưới mắt nơi nào có tâm tình cùng bùi hồng niên lãng phí miệng lưỡi đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp vừa mới trở lại mình trong khoang bùi lăng đóng cửa lại mới xoay người sắc mặt liền là tái đi cách đó không xa bàn tròn bờ thình lình ngồi một đầu đội mũ màn hát xa dắt nữ tử chính là lệ tiên tử. Chương 15, Trọng Minh Tông. Chương 15